Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 59. Một khắc sau, gã ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, gã ta quan sát Diệp Huyên một chút rồi nói, nhìn ngươi cũng chẳng có bảo vật gì cả, như vậy đi, theo chúng ta đến vũ trụ hỗn độn, dẫn đường đi, nói cho chúng ta biết nơi nào giàu có nhất, thế nào? Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi lại, có lợi gì không? Thiếu niên mặc áo đen trừng mắt nhìn, lợi ích là giữ lại cái mạng chó. Xoẹt. Lúc này, một thanh kiếm bỗng xuyên thủng cổ họng của thiếu niên mặc áo đen kia. Cách đó không xa, đám người thanh niên mặc hoa bào lập tức sửng sốt. Người xuất kiếm chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thiếu niên mặc áo đen, vừa nãy gió lớn, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại được không? Thiếu niên mặc áo đen khiếp sợ nhìn Diệp Huyên, lúc này đây, ngay cả linh hồn của gã ta cũng không thể tháo chạy được. Đúng lúc này, thanh niên mặc hoa bào lên tiếng, rốt cuộc các ngươi là ai? Diệp Huyên nhìn về phía thanh niên mặc hoa bào, đang định nói chuyện thì Tiểu Thất đã bỗng biến mất. Trong nháy mắt Tiểu Thất biến mất đó, sắc mặt đám người thanh niên mặc hoa bào lập tức thay đổi, bọn chúng định ra tay thì chỉ chốc lát sau, một mảnh kiếm quang đã bao trùm lấy bọn họ. Mấy khắc sau, Tiểu Thất trở về chỗ cũ, mà cách đó không xa chất đầy xác chết. Không đúng, vẫn còn một người sống sót, chính là thanh niên mặc hoa bào kia. Lúc này đây, sắc mặt của thanh niên mặc hoa bào đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể không ngừng run rẩy. Tiểu Thất bỗng hỏi, trừ các ngươi ra, còn ai khác nữa không? Thanh niên mặc hoa bào nhìn Tiểu Thất, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu Thất không tỏ vẻ gì, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vừa dứt lời, một tia kiếm quang đã lóe lên. Xoẹt! Đầu của thanh niên mặc hoa bào lập tức bay ra ngoài. Máu tươi tuôn như suối. Diệp Huyên! Tiểu Thất nói, đi thôi. Diệp Huyên bỗng lên tiếng bảo, chờ chút đã. Nói xong, hắn thu hết nhẫn chứa đồ của đám người kia lại, mười mấy người này có tổng cộng 60 triệu thần tinh, bảo vật đạo cảnh tương đối ít. Chỉ có 3 món. Xem ra ở đại thế giới huyền hoàng, bảo vật đạo cảnh cũng khôn phổ biến lắm. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Thất, cô có muốn không? Tiểu Thất lắc đầu, ta không thiếu tiền. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người thiếu lắm à? Diệp Huyên gật đầu. Hiện tại hắn phải cắn nuốt kiếm, còn phải phát triển thần võ thành, không phải thiếu tiền dạng vừa đâu. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, chúng vô dụng với ta. Diệp Huyên không rõ tại sao. Tiểu Thất đáp, bởi vì cái gì ta cũng có, thứ ta không có thì không mua bằng tiền được. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi kết luận, xuất thân rất quan trọng. Tiểu Thất lại nói, lúc trước ta bảo Nam Cung dẫn ngươi đến phòng tu luyện của ta, kiếm ở trong đó ngươi có thể tùy ý lấy đi. Diệp Huyên cười bảo, ta cảm thấy tự thân vận động vẫn tốt hơn. Nói đến đây. Hắn như nghĩ đến điều gì đó nên nhìn sang Tiểu Thất, ta phát hiện từ đầu đến giờ, cô đối xử với ta không giống với những người khác lắm, tại sao vậy? Tiểu Thất suy nghĩ một lát rồi đáp, bởi vì ngươi không tôn kính ta giống bọn họ. Diệp Huyên sửng sốt. Tiểu Thất lại nói, ta ở thần quốc không có bạn bè, bởi vì bọn họ quá tôn kính ta, xem ta là thần chủ. Nói xong, nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên, ngươi không tôn kính ta, mà là tôn trọng. Ngươi hiểu ý ta chưa? Diệp Huyên cười nói, ta xem cô là bạn bè. Tiểu Thất khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng ta bay về phía xa xa. Diệp Huyên đứng tại chỗ trầm mặc một lát rồi cũng theo sau. Hai người đi tiếp thêm chừng 2 canh giờ nữa, Tiểu Thất bỗng nói, ta muốn tu luyện. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Thất nói, có cảm ngộ, có lẽ có thể đột phá. Nói xong. Nàng ta ngồi xếp bằng xuống. Diệp Huyên. Tiểu Thất xếp bằng tại chỗ, chẳng mấy chốc đã nhập định, lát sau, trên người nàng ta xuất hiện từng luồng kiếm ý. Diệp Huyên chỉ nhìn mà không nói gì. Vậy mà cũng có thể đột phá. Thật là đáng sợ. Đúng lúc này, bội kiếm của Tiểu Thất bỗng bay đến trước mặt Diệp Huyên, nó nhẹ nhàng chỉ vào bụng Diệp Huyên. Diệp Huyên hỏi, người muốn vào trong à? Thanh kiếm kia khẽ run lên. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được thôi. Nói xong, hắn đưa thanh kiếm kia vào trong tháp giới ngục. Trong tháp, thanh kiếm kia bay thẳng đến đỉnh tháp, nó đi đến trước một thanh kiếm trong đó rồi khẽ rung lên, như đang nói gì. Mà kiếm trên đỉnh tháp vẫn chưa đáp lời.
Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước thân kiếm của Tiểu Thất, cô bé quan sát kiếm của Tiểu Thất một chút rồi nói, ngươi có chuyện gì sao? Kiếm của Tiểu Thất run lên. Tiểu Linh Nhi nói, nàng đang ngủ, không được quấy rầy. Kiếm của Tiểu Thất trầm mặc chốc lát, sau đó rời đi. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía hai thanh kiếm trước mặt, ngươi biết nó à? Thanh kiếm kia khẽ run lên, đáp lại. Tiểu Linh Nhi có hơi không hiểu, vậy tại sao lại không nói chuyện với nó? Kiếm trên đỉnh tháp không trả lời. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi lắc đầu, nhẹ giọng nói, thế giới của kiếm phức tạp thật. Nói xong, cô bé xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, Tiểu Linh Nhi đã đến tầng 7, sau khi nơi này mở ra, cô bé đã đem đủ loại linh quả đến đây trồng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, thế là cô bé lại nhăm nhe đến tầng 8. Bây giờ cô bé không chỉ nghĩ không thôi, mà còn bắt đầu luyện kiếm. Hiển nhiên là cô bé muốn dùng vũ lực. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên cũng đang định tu luyện, mà đúng lúc này, không gian cách đó không xa bỗng rung lên. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tới cũng đúng lúc thật. Diệp Huyên nhìn về phía gần trước mặt, khuôn mặt không chút cảm xúc. Không lâu sau, nơi đó xuất hiện một bóng người, trong chốc lát bóng người đó dần hiện rõ, đó là một người con gái. Người con gái khoảng chừng 20 tuổi, mặc trên người một chiếc váy dài màu xanh lam, mặt đeo một chiếc khăn che, dường như khăn che mặt đó có chút đặc biệt, bởi vậy mà không thể nhìn thấy được dung mạo thật sự của người con gái ấy. Lúc người con gái ấy nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta cũng hơi khựng người lại, nàng ta nhìn Diệp Huyên một chút, người của vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên nhìn cô gái đó mà không hề đáp lại. Người con gái cau mày lại, nàng ta đang định nói gì đó thì đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thất ở trước mặt Diệp Huyên. Thấy Tiểu Thất đang tu luyện, trong mắt người con gái mang theo vẻ kinh ngạc, khí tức mạnh quá. Nói xong, nàng ta lại nhìn về phía Diệp Huyên, các ngươi là tu sĩ của vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Người con gái hơi nheo mắt lại, các ngươi muốn đến đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên nhìn người con gái, cô muốn đến vũ trụ hỗn độn sao? Người con gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, đi cướp. Người con gái nhìn Diệp Huyên, không phải. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, vậy cô đến vũ trụ hỗn độn làm gì? Người con gái nhẹ giọng nói, tò mò nên qua chơi không được sao? Diệp Huyên hơi trầm ngâm, sau đó hắn cười nói, tất nhiên là được rồi. Người con gái liếc nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất một chút, các ngươi muốn đến đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên gật đầu, muốn đến đó xem thế nào. Người con gái nhẹ giọng nói, quay về đi. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, tại sao? Người con gái nói, bởi vì nếu còn đi tiếp thì có lẽ các ngươi sẽ chết. Diệp Huyên hơi cau mày lại, tại sao? Người con gái nói, phía trước là một cứ điểm không gian của đại thế giới huyền hoàng, có cường giả siêu cấp trấn thủ. Diệp Huyên hỏi, cứ điểm không gian, là ý gì? Người con gái nhìn Diệp Huyên, vũ trụ hỗn độn lạc hậu như thế sao? Diệp Huyên, người con gái nói, đại thế giới huyền hoàng đã lập rất nhiều cứ điểm không gian ở toàn bộ vũ trụ tứ duy. Có những cứ điểm không gian này, người của đại thế giới huyền hoàng có thể nhanh chóng đi đến nhiều nơi của vũ trụ tứ duy. Mà cách đây không xa, ở đó có một cứ điểm không gian của đại thế giới huyền hoàng. Nếu các ngươi còn đi tiếp thì sẽ kinh động đến cường giả đóng giữ ở đó, mà những người không được sự cho phép mà tiến vào đường hầm không gian của đại thế giới huyền hoàng thì sẽ bị họ giết chết. Diệp Huyên nhìn người con gái, không phải cô cũng ở trong đường hầm không gian đó sao? Người con gái nhẹ giọng nói, ta nộp tiền. Diệp Huyên, ánh mắt của người con gái đột nhiên dừng lại ở chỗ Tiểu Thất, nàng ta là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Người con gái trầm giọng nói, nàng ta mang đến cho ta một cảm giác rất nguy hiểm. Diệp Huyên vội vàng hỏi, còn ta? Người con gái nhìn Diệp Huyên, người mang đến cho ra cảm giác rất ngu ngốc. Diệp Huyên, người con gái nói, đi đây. Nói xong, nàng ta bước về phía vũ trụ hỗn độn. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, vũ trụ hỗn độn cũng nguy hiểm. Người con gái dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Hắn vừa cười vừa nói, thật đấy. Cảnh giới của người con gái trước mắt có lẽ là đế cảnh, nếu như nàng ta đến vũ trụ hỗn độn để cướp bóc, vậy thì chắc chắn sẽ chết nghèo luôn. Cường giả đế cảnh không thể hống hách lộng hành ở vũ trụ hỗn độn.
Người con gái nói, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Nói xong, nàng ta bước nhanh rồi biến mất ở nơi cách đó không xa. Diệp Huyên trầm ngâm ngay tại chỗ. Xem ra người đến vũ trụ hỗn độn sẽ càng ngày càng nhiều, mà những người đến đó, có một số người có lẽ chỉ là đến xem thế nào, nhưng chắc chắn phần nhiều là đến kiếm trác. Cướp bóc. Thế giới này chính là như vậy, không phải là ngươi cướp của ta thì chính là ta cướp của ngươi. Mà bây giờ vũ trụ hỗn độn chắc chắn đã trở thành mục tiêu của đại thế giới huyền hoàng. Tất nhiên Diệp Huyên hắn cũng trở thành đối tượng số một bị cướp của vũ trụ này. Ai bảo hắn có một món chí bảo của ngũ duy chứ? Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên mở to hai mắt. Diệp Huyên thu hồi ý nghĩ rồi nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất đứng lên sau đó nói, đến cứ điểm không gian của bọn họ. Nói xong, nàng ta đi về phía xa xa đó. Diệp Huyên đi theo sau, hắn hỏi, đột phá cái gì rồi? Tiểu Thất nói, một số cảm ngộ trong kiếm đạo. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người muốn nghe không? Diệp Huyên cười nói, muốn. Tiểu Thất vừa đi vừa nói, kiếm tu, thật ra thứ phải tu chính là tâm, cũng chính là kiếm tâm. Tâm như thế nào thì người như vậy, kiếm như vậy. Ngày nào ta cũng sẽ tự vấn tâm một lần. Vấn tâm. Diệp Huyên hơi cau mày lại, nghĩa là gì? Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, là tự suy ngẫm, tâm sẽ không lừa ngươi, mỗi ngày hãy tự vấn, chỉ thẳng vào lòng mình. Diệp Huyên trầm ngâm. Thật ra lòng người có mặt thiện nhưng cũng có mặt tối. Mà mặt tối này rất nhiều người căn bản không dám đối mặt, vẫn luôn trốn tránh. Trốn tránh không có nghĩa là nó không tồn tại, ngược lại càng trốn tránh thì nó càng tối tăm. Tiểu Thất lại nói, con người không ai hoàn thiện, mỗi ngày hãy tự vấn, chỉ thẳng vào lòng mình, hoàn thiện kiếm tâm, người cũng có thể thử xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, Tiểu Thất và Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, trước mặt bọn họ 100 trượng có một cửa động màu đen. Ngoài cửa động là một mảnh tinh không. Đến điểm cuối rồi. Nhưng không phải là đến đại thế giới huyền hoàng mà là đến một cứ điểm không gian của đại thế giới huyền hoàng. Sau khi Diệp Huyên và Tiểu Thất ra khỏi đường hầm không gian, một bánh xe cực lớn xuất hiện trước mặt hắn và Tiểu Thất, bánh xe dài rộng mấy nghìn trượng, toàn thân đen kịt, chậm chậm xoay chuyển. Tiểu Thất nhìn bánh xe đó thì nhẹ giọng nói, đây chính là cứ điểm không gian sao? Diệp Huyên cũng hơi hiếu kỳ mà nhìn bánh xe đó, trên bánh xe có gần mấy nghìn trận truyền tống không gian. Đây là bảo vệ cấp gì? Diệp Huyên nói, hủy diệt cứ điểm không gian này thì có lẽ tạm thời người của đại thế giới huyền hoàng sẽ không thể đến được chỗ chúng ta. Tiểu Thất nhìn cứ điểm không gian một lượt, sau đó khẽ nói, không hủy, mang nó đi. Diệp Huyên nhìn Tiểu Thất nói, mang về cho công tông nghiên cứu. Diệp Huyên. Đúng lúc này, một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trước mặt hai người họ. Ông lão mặc áo bào đen nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, các ngươi đến từ vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão mặc áo bào đen nheo hai mắt lại, đến chịu chết sao? Ngươi! Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên biết mất. Bù! Một tiếng kiếm xẹt qua. Trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt của ông lão mặc áo bào đen đó hoàn toàn thay đổi. Ông ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại trực tiếp ra tay, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ông ta chỉ có thể dùng hai tay đỡ về phía trước theo bản năng. Mà chiêu kiếm của Diệp Huyên vừa hạ xuống, hai tay của ông ta lập tức bị chém nát. Ầm ầm. Trong giây phút hai tay bị chém nát, cả người ông ta bay ngược ra xa, toàn thân ông ta cũng bị nổ tan tác. Lúc ông ta chỉ còn lại linh hồn, Diệp Huyên lại xuất kiếm lần nữa. Nhất kiếm định hồn. Chiêu kiếm này cố định linh hồn của ông ta ngay tại chỗ. Ông lão mặc áo bào đen nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, ngươi. Mà bấy giờ, Diệp Huyên vung tay phải lên, kiếm chấn hồn xuyên thẳng vào giữa hàng lông mày của linh hồn ông lão. Trong phút chốc, linh hồn ông ta đã bị hấp thụ sạch sẽ. Sau khi hấp thụ hết linh hồn của ông lão mặc áo bào đen, trong đầu Diệp Huyên vang lên giọng nói hưng phấn của tiểu hồn, cảm ơn tiểu chủ. Diệp Huyên cười nói, vui thế hả, không phải lại sắp đột phá chứ? Tiểu hồn nói, nếu như hấp thụ thêm mấy cường giả cấp bậc này nữa thì thật sự có thể thăng cấp đấy. Diệp Huyên cười nói, sẽ có cơ hội thôi. Tiểu hồn nói, cảm ơn tiểu chủ.
Nói xong, nó hóa thành một đường ánh kiếm quay trở lại cơ thể Diệp Huyên. Mà lúc này, mấy luồng khí thức mạnh mẽ đột nhiên xông về phía Tiểu Thất và Diệp Huyên. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, trong không trung, ba ông lão không biết xuất hiện từ lúc nào, mỗi một người đều là cường giả trên đế cảnh. Ông lão cầm đầu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, người của vũ trụ hỗn độn tới. Tiểu Thất nhẹ nhàng dậm chân phải xuống một cái. Bù! Một tiếng kiếm reo vang vọng tinh không. Trong khoảnh khắc Tiểu Thất xuất kiếm, Diệp Huyên chợt nhún người nhảy một cái rồi đánh ra một quyền. Táng quyền! Một quyền đánh ra, không gian mấy nghìn trượng xung quanh lập tức rung chuyển, một ông lão trong số đó bị cú đấm này của Diệp Huyên đánh bay ra xa gần nghìn trượng. Mà ông lão này vừa dừng lại thì chín thanh kiếm đã đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, nhìn thấy chín thanh kiếm này, sắc mặt ông ta chợt thay đổi. Ngay sau đó, vô số ánh kiếm lập tức nhấn chìm ông ta. Tuyệt sát kiếm trận. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, ngay khởi đầu Diệp Huyên đã sử dụng toàn lực. Ánh kiếm đó trực tiếp xé nát không gian xung quanh ông lão đó, mà ông lão ở trung tâm thì càng bị tuyệt sát kiếm trận này chém thành vô số mảnh vụn. Linh hồn của đối phương đang định chạy trốn, nhưng Diệp Huyên đã rút kiếm trấn hồn ra. Trong phút chốc, linh hồn của ông ta bị kiếm trấn hồn hấp thụ sạch sẽ. Diệp Huyên lấy nhẫn chứa đồ của ông ta, sau đó nhìn sang bên phải. Tiểu Thất bước chậm về phía hắn, mà phía sau Tiểu Thất, xác hai tên cường giả đang chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên câm lặng một lúc. Khiêu chiến vượt cấp. Bản thân Tiểu Thất là đế cảnh cộng thêm kiếm thần siêu phàm, có thể nói, việc khiêu chiến vượt cấp đối với nàng ta còn đơn giản hơn cả ăn cơm uống nước. Tiểu Thất đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hai chiếc nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên ngây cả người, sau đó hắn hỏi, cho ta. Tiểu Thất gật đầu, không phải ngươi thích sao? Diệp Huyên trầm ngâm một lát, sau đó cười nói, cảm ơn cô. Nói xong, hắn cất hai chiếc nhẫn chứa đồ đi. Tiểu Thất xoay người nhìn về phía bánh xe khổng lồ đó, ta phải đem cái này đi. Diệp Huyên trầm giọng nói, to quá. Tiểu Thất không nói gì cả, nàng ta lấy ra một cái túi to bằng lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng quăng nó ra xa. Chiếc túi phóng lên trời, ngay sau đó bánh xe khổng lồ đó trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng màu đen chui vào trong chiếc túi nhỏ của Tiểu Thất. Diệp Huyên. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, túi càn khôn, một dụng cụ chứa đồ lớn nhất của vũ trụ hỗn độn chúng ta, nó còn có thể đựng khoảng 100 cái như này nữa. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, nếu như cướp của Tiểu Thất thì chắc chắn sẽ phất nhanh. Bởi vì mấy món đồ trên người Tiểu Thất đều là hàng cực phẩm. Sau khi lấy được bánh xe đó, hai người họ định rời đi, mà đúng lúc này, không gian phía sau hai người đột nhiên nứt ra. Tiểu Thất hơi cau mày lại, xoay người chém một phát kiếm. Cùng với tiếng nổ vang, Tiểu Thất lập tức lùi ra xa mấy trăm trượng. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, gần trước mặt hắn có một cái bóng mờ đang đứng ở đó. Cái bóng mờ nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt hắn, không thể thấy rõ bản thể. Bóng mờ đó đột nhiên nói, hỗn độn. Mà đúng lúc này, một tiếng kiếm reo chợt vang lên từ phía sau Diệp Huyên, ngay sau đó một đường ánh kiếm trực tiếp chém lên bóng mờ đó. Cái bóng mờ đó rung chuyển kịch liệt, sau đó lùi ra xa gần nghìn trượng. Mà bấy giờ, Tiểu Thất đã đứng bên cạnh Diệp Huyên. Xa xa, cái bóng mờ đó nhẹ giọng nói, thanh kiếm thật sắc bén. Không ngờ rằng một vũ trụ hỗn độn nhỏ bé lại có loại yêu nghiệt như ngươi. Dứt lời, hắn ta bước về phía trước một bước, vừa bước một cái đã đến ngay trước mặt Diệp Huyên và Tiểu Thất. Lúc này, Tiểu Thất và Diệp Huyên cùng rút kiếm. Vù vù. Hai tiếng kiếm reo ngút trời. Ầm ầm. Hai người họ vừa chém xuống thì bóng mờ đó lập tức lùi ra xa nghìn trượng. Cùng lúc đó ở trước mặt Diệp Huyên và Tiểu Thất xuất hiện hai vết nứt không gian dài đến nghìn trượng. Đó là khe nứt do kiếm chẻ ra. Phía xa xa, bóng mờ đó càng ngày càng trở nên hư ảo. Rõ ràng, đây căn bản không phải là bản thể. Diệp Huyên nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất gật đầu. Hai người họ xoay người rời đi. Mà lúc hai người rời đi, bóng mờ đó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng ở phía sau Diệp Huyên và Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện một truyền tống trận. Trong chốc lát, truyền tống trận đó bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này,
Tiểu Thất hơi cau mày lại, có người đang cố tách không gian. Cố tách không gian. Diệp Huyên nhìn về phía truyền tống trận đó, có lẽ sắp đến rồi. Tiểu Thất gật đầu, vậy chờ chút đã. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người họ lặng lẽ đứng ở gần chỗ truyền tống trận, không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc áo đen xuất hiện trên truyền tống trận. Sau khi người đàn ông áo đen xuất hiện, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Huyên và Tiểu Thất giống như mũi tên sắc bén. Ông ta đang định nói gì đó thì Tiểu Thất và Diệp Huyên chợt biến mất, hai đường ánh kiếm song song lao nhanh về phía ông ta. Người đàn ông trung niên áo đen nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo thật gan dạ. Dứt lời, ông ta bước lên phía trước một bước rồi đánh ra một quyền. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cực lớn giống như hồng thủy trút ra từ nắm đấm của ông ta. Mà lúc này, hai đường ánh kiếm cũng đến. Ầm ầm, không gian xung quanh lập tức bị rạn nứt, người đàn ông áo đen đó lùi liên tiếp về phía sau, mà xung quanh ông ta, vô số ánh kiếm đang không ngừng cắt chém ngang dọc. Trong loạt ánh kiếm đó, âm thanh kinh hãi bỗng vang lên, các ngươi. Không lâu sau, âm thanh đó chợt im bặt. Lúc này, những ánh kiếm đó cũng biến mất tăm, Tiểu Thất và Diệp Huyên xoay người rời đi. Mà phía sau hai người, người đàn ông áo đen đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, quay về sao? Tiểu Thất lắc đầu, chúng ta không thể quay về. Chúng ta đã kinh động đến bọn họ. Nếu như bọn họ không ngu thì có lẽ sẽ không để cường giả bình thường đến đây. Diệp Huyên nói, vậy đi tiếp. Tiểu Thất gật đầu, đúng vậy. Trong chốc lát, hai người họ đã biến mất hoàn toàn ở nơi cách đó không xa. Tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên cũng không định quay về, bởi vì bây giờ quay về vẫn là ngồi chờ chết. So với việc ngồi chờ chết, hắn vẫn thích chủ động ra trận hơn. Hai người họ ngự kiếm đi sâu vào tinh không. Trên đường đi, Diệp Huyên bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm trên đường của mình. Bây giờ hắn có 430 triệu thần tinh, 40 bảo vật đạo cảnh, 80 linh đan cực phẩm các loại, còn lại là một số tạp vật. Bảo vật đạo cảnh. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên vô cùng hưng phấn. Bởi vì của cải hiện tại của hắn thật sự quá nhiều rồi. Không muốn phiêu cũng không được. Có thể nói, những của cải này hoàn toàn có thể khiến hắn không cần phải sầu vì tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Ngoài ra 6 ma thi mà ma chủ luyện chế cho hắn đã hoàn thành. Sức chiến đấu của 6 ma thi này vượt qua cả cường giả đế cảnh. Phải nói là, sức chiến đấu của 6 ma thi này còn hơn mấy cường giả đế cảnh lúc còn sống. Bởi vì đây là thứ mà ma chủ đích thân luyện chế, trong lúc y luyện chế còn thêm ma huyết vào trong cho 6 ma thi. Những ma huyết này khiến thân xác của ma thi trở nên mạnh mẽ hơn. Nói tóm lại, bây giờ hắn muốn có tiền là có tiền, muốn có người là có người. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên bèn nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất, lần sau chúng ta gặp phải người khác thì đừng hủy diệt thân xác bọn họ bằng một kiếm, được không? Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười, thân xác bọn họ có ích đối với ta. Tiểu Thất gật đầu, được. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Thất, cô thật sự muốn thống nhất vũ trụ tứ duy sao? Tiểu Thất trầm ngâm một lúc. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, ta muốn, nhưng thực lực của thần quốc không cho phép. Nếu như cố làm, cho dù thành công cũng sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyên gật đầu, nếu như hai vũ trụ bùng lên chiến tranh thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyên hỏi, vậy cô có dự định gì? Tiểu Thất nói, giải quyết đại thế giới huyền hoàng trước đã. Giải quyết đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên khẽ cười, không thể không nói, trên người Tiểu Thất có một loại tự tin, một loại khí chất khiến người ta không có cái gì có thể đe dọa được nàng ta. Lúc này, Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, người muốn bảo vệ thần võ thành đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Thất khẽ gật đầu, vậy mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Diệp Huyên nói, liệu chúng ta có thất bại không? Tiểu Thất nói, cứ làm đi, mặc kệ kết quả thế nào. Cứ làm đi. Mặc kệ kết quả. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc. Đúng vậy. Chỉ cần cố gắng dùng hết sức mình là được, còn kết cục thì ai mà biết chứ. Mà đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn về phía gần đó, trong tinh không gần đó có một tòa thành cổ.
Tòa thành cổ đó đứng sừng sững trong tinh không, giống như một con thú khổng lồ đang nằm sấp. Thành. Diệp Huyên nhìn về phía cổng thành, trên cổng thành có khắc ba chữ cái màu đen cực lớn, Liêu Nguyên Thành. Diệp Huyên nói, đi xem thử không? Tiểu Thất gật đầu. Không bao lâu sau, Diệp Huyên và Tiểu Thất đã đến trước cổng thành Liêu Nguyên Thành, cổng thành không hề canh phòng. Diệp Huyên và Tiểu Thất đi vào trong thành, rất nhanh sau đó hai người họ đã vào bên trong. Trong thành khá phồn hoa, mà ở hai bên đường phố có rất nhiều sạp quán. Sạp quán. Diệp Huyên có hơi tò mò, hắn đi đến trước mặt một người áo đen ở phía bên phải, trước mặt người áo đen đang bày một thanh trường kiếm màu đen, toàn thân kiếm đen thui, rất kỳ lạ. Ánh mắt của Tiểu Thất cũng dừng lại ở thanh kiếm đó. Diệp Huyên nhìn người áo đen, kiếm này bán thế nào? Người áo đen nói, 30 triệu thần tinh. Giọng nói hơi khàn khàn. 30 triệu thần tinh. Diệp Huyên quan sát thanh kiếm màu đen đó một chút sau đó lắc đầu quá đắt. Nói xong, hắn nhìn sang Tiểu Thất, chúng ta đi thôi. Tiểu Thất trừng mắt nhìn, đắt sao? Diệp Huyên có chút cạn lời, nhà đầu này rõ ràng chưa từng mặc cả. Cũng đúng. Người sống vinh hoa phú quý từ nhỏ như nàng ta thì sao biết mặc cả chứ? Diệp Huyên nhìn người áo đen, bớt chút được không? Thanh kiếm màu đen này là vật cấp bậc đạo cảnh, bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là kiếm cấp đạo cảnh. Người áo đen lắc đầu, thanh kiếm này đã từng là bội kiếm của tông chủ Bắc Tiêu Kiếm Tông, chính điểm này mà nó đáng giá 30 triệu thần tinh. Tông chủ Bắc Tiêu Kiếm Tông? Diệp Huyên hỏi, là ai? Người áo đen nhìn Diệp Huyên, người không biết Bắc Tiêu Kiếm Tông. Diệp Huyên cười nói, bọn ta đến từ một vùng đất nhỏ. Người áo đen không giải thích thêm, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, có cần nữa không? Diệp Huyên bấm tay một phát, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt người áo đen, bên trong đó vừa hay có 30 triệu thần tinh. Người áo đen nhận lấy nhẫn chứa đồ, xoay người rời đi. Tay phải của Diệp Huyên vẫy nhẹ một cái. Thanh kiếm màu đen đó lập tức bay vào trong tay hắn, thanh kiếm lạnh ngắt mà có chút thấu xương. Diệp Huyên đưa thanh kiếm cho Tiểu Thất, nàng ta nhận lấy kiếm. Nàng ta quan sát thanh kiếm một chút, mà lúc này thanh kiếm màu đen đó đột nhiên rung chuyển kịch liệt, trực tiếp hóa thành một đường ánh kiếm bay vút về phía xa xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên và Tiểu Thất đều sững sờ. Thanh kiếm này muốn chạy trốn. Bấy giờ, Tiểu Thất đột nhiên quát nhẹ, quay lại. Dứt lời, thanh kiếm màu đen đó trực tiếp bị một đường ánh kiếm bao lấy, ngay sau đó, nó đã quay về tay Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn thanh kiếm trong tay, thanh kiếm đen rung chuyển kịch liệt, nó vẫn muốn chạy. Khuôn mặt Tiểu Thất không chút cảm xúc, có người triệu hoán nó. Diệp Huyên nhìn về phía người áo đen rời đi trước đó, người vừa nãy. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyên và Tiểu Thất chợt biến mất, ngay sau đó, hai người đến một góc nào đó trong thành. Có một người áo đen đang đứng ở đó. Tay phải người áo đen hướng lên trên, trong miệng đang nói thầm cái gì đó. Nhìn thấy Diệp Huyên và Tiểu Thất xuất hiện, sắc mặt người áo đen lập tức thay đổi, các ngươi. Diệp Huyên nhìn người áo đen, bán xong rồi lại triệu hồi lại, bản tính này của ngươi được đấy. Người áo đen không nói gì cả, hắn ta bước lên trước một bước, hai đường ánh kiếm chém thẳng về phía Diệp Huyên và Tiểu Thất. Thấy người áo đen đột nhiên ra tay, Diệp Huyên hơi ngẩn người ra, cái tên này cũng lợi hại đấy. Trong giây phút người áo đen ra tay, Tiểu Thất cũng chém về phía đó một phát. Xoẹt xoẹt. Hai đường ánh kiếm của người áo đen lập tức nổ tung, cùng lúc đó, lồng ngực người áo đen bị một đường ánh kiếm xuyên qua. Người áo đen nhìn về phía Tiểu Thất với vẻ mặt khó tin, ngươi. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên cảm thấy hơi khó hiểu, làm gì vậy? Tiểu Thất không nói gì cả, tay phải nàng ta hất nhẹ về phía mình một cái, chiếc nhẫn chứa đồ trên tay người áo đen lập tức bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên, Tiểu Thất nói, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người xoay người rời khỏi đó. Hắn không cần xác chết của người áo đen, bởi vì cấp bậc của người áo đen này hơi thấp, còn không có tư cách luyện chế thành ma thi. Mà lúc này lòng bàn tay của người áo đen phía sau bọn họ bỗng nhiên mở ra. Một đường ánh kiếm xông thẳng lên trời. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, hình như hắn ta đang gọi người đến. Tiểu Thất trầm ngâm một lát rồi nói, hắn ta bán đồ, chúng ta mua đồ, tại sao lại nói không giữ lời như vậy?
Diệp Huyên cười nói, bởi vì lợi ích. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, tiền quan trọng lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, rất quan trọng. Tiểu Thất khẽ nói, ta cảm thấy, tiền là thứ rất dễ có được. Diệp Huyên cạn lời, lời nói này. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, nếu như ngươi không có thì đến nội khố của thần quốc mà lấy, đó là của cải mà thần chủ các đời của thần quốc ta để lại, là của cải riêng của bọn ta chưa từng dùng đến. Diệp Huyên do dự một lúc, cái này sao được chứ? Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên lại nói, đã là ý tốt của cô, nếu như tôi không nhận vậy thì chẳng có chút nghĩa khí nào. Đợi đến lúc chúng ta quay về, tôi sẽ đến tìm cô. Tiểu Thất, Diệp Huyên và Tiểu Thất lại dạo một vòng trong thành, hắn phát hiện tòa thành này có rất ít nhân khẩu, hơn nữa, đa phần đều là đến trong thành mua đồ, cư dân trong thành về cơ bản đều không có. Thế nhưng, những thứ đổ bày bán bên đường đều không hề đơn giản, vì những thứ được bán gần như đều là những bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Trong lúc đó hắn còn mua được hai thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh, xem như cũng thu hoạch không nhỏ. Sau khi dạo một vòng, Diệp Huyên và Tiểu Thất quyết định rời đi. Nhưng lúc hai người vừa ra khỏi cổng thành thì lại bị hai ông lão ngăn cản. Hai ông lão trong tay đều cầm một thanh trường kiếm. Là kiếm tu. Một ông lão trong đó nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất chằm chằm, các người đã giết chết hắn. Tiểu Thất gật đầu, là ta giết, có vấn đề gì sao? Ông lão nheo mắt, các hạ hành động có chút nhẫn tâm quá. Tiểu Thất quay đầu nhìn Diệp Huyên, chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Diệp Huyên nói, đáng chết. Tiểu Thất nhìn ông lão, ngươi còn có vấn đề gì không? Ông lão cười lạnh, thật ngang ngược. Vậy thì để lão phu lĩnh giáo xem bản lĩnh của hai vị. Lão phu. Ngay lúc này đột nhiên Tiểu Thất biến mất. Vù. Bất thình lình, một luồng kiếm quang trong chớp mắt đã xuyên qua giữa hai hàng mày ông lão. Cả người ông lão cứng ngắc tại chỗ, hai mắt ông ta trợn tròn, sâu trong đáy mắt đều là vẻ khó tin, ngươi. Mà ông lão kia ở bên cạnh cũng đã muốn bỏ chạy nhưng kiếm của Tiểu Thất lại nhanh hơn. Vù. Đầu ông lão kia lập tức bị một luồng kiếm quang chém đứt. Tiểu Thất nâng tay phải, nhẫn chứa đồ của hai ông lão lập tức bay vào trong tay, sau đó nàng ta cầm nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn do dự chốc lát, sau đó nói, thật ra, ta cũng không phải quá ham của. Tiểu Thất gật đầu, ta biết, ngươi chỉ là nghèo thôi. Diệp Huyên. Rất nhanh sau đó, hai người rời khỏi Liêu Nguyên Thành. Tiếp tục đi về phía trước. Bên trong thành, Diệp Huyên và Tiểu Thất nghe ngóng được một cứ điểm không gian khác của đại thế giới huyền hoàng, cách bên này cũng khá xa. Vì vậy, không ai không chọn sử dụng ngự kiếm, mà ngồi tàu đế tinh. Trên tàu đế tinh, Tiểu Thất liếc nhìn tàu đế tinh ở dưới chân, nói thứ này không tệ, sau khi quay về thì cho ta mượn dùng đi, ta đưa cho công tông nghiên cứu, có lẽ bọn họ có thể tạo ra được không ít. Diệp Huyên cười nói, được. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, vũ trụ thật lớn. Diệp Huyên gật đầu. Vũ trụ tứ duy lớn đến thế nào hiện tại hắn cũng không có khái niệm, mà bên trên vũ trụ tứ duy còn có vũ trụ ngũ duy còn chưa được biết đến. Không thể không nói, loài người trong vũ trụ thật sự rất nhỏ bé. Thế nhưng, sau khi loài người đạt đến một trình độ nhất định thì vũ trụ trước mặt cũng rất nhỏ bé. Không lâu sau, Tiểu Thất và Diệp Huyên đột nhiên dừng lại. Cách bọn họ không xa là một ngọn núi lớn cao đến cả nghìn trượng đang lơ lửng, ngọn núi lớn giống như một thanh kiếm đảo ngược, cứ như vậy lơ lửng trong tinh không. Mà xung quanh ngọn núi thỉnh thoảng lại có tiên hạc bay qua, trên vài con còn có người ngồi. Diệp Huyên khẽ nói, có lẽ đây là một tông môn. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi đường vòng đi. Nói rồi hắn điều khiển tàu đế tinh bay sang bên phải, nhưng ngay lúc đó, một thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Thất và Diệp Huyên không xa. Người thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, không biết quy củ của Tiên Vân Tông ta sao? Diệp Huyên hỏi, quy củ gì? Người thanh niên lạnh giọng nói, không có sự cho phép của Tiên Vân Tông ta, bất kỳ người ngoài nào cũng không được phép tự mình tiếp cận phạm vi ảnh hưởng của Tiên Vân Tông ta. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, ngại quá, chúng ta rời đi vậy. Thế nhưng... người thanh niên kia vẫn chặn trước mặt họ. Diệp Huyên nhìn thanh niên, vẻ mặt người thanh niên vô cảm, người xem Tiên Vân Tông ta là cái gì? Muốn đến thì đến,
muốn đi thì đi. Ngay lúc này, đột nhiên một luồng kiếm ý từ bên trong cơ thể Diệp Huyên phóng thẳng lên trời. Bù! Tiếng kiếm vang vọng chấn động khắp trời. Kiếm thần! Thấy vậy, sắc mặt người thanh niên thay đổi, hắn ta vội vàng hành lễ, thì ra là một vị kiếm thần, thất kính. Diệp Huyên im lặng. Người thanh niên lại vội nói, vừa rồi đã thất lễ, vẫn mong được lượng thứ. Diệp Huyên nói, chúng ta có thể đi được chưa? Người thanh niên vội gật đầu, đương nhiên có thể. Diệp Huyên và Tiểu Thất đang định rời đi thì lúc đó, bỗng nhiên có một ông lão xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên và Tiểu Thất. Nhìn thấy ông lão, người thanh niên khẽ hành lễ, tông trưởng lão. Tông trưởng lão gật đầu, người lui xuống đi. Người thanh niên lại hành lễ lần nữa rồi quay người rời đi. Tông trưởng lão nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, khẽ cười, hai người bạn nhỏ vẫn còn trẻ mà đã là kiếm thần, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Diệp Huyên cười nói, tiền bối đã quá khen. Xin phép hỏi thăm tiền bối chuyện này, làm thế nào để đi thẳng đến cứ điểm không gian kia của đại thế giới huyền hoàng nhanh nhất? Tông trưởng lão nhìn Diệp Huyên, các ngươi muốn đến cứ điểm không gian đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên gật đầu. Tông trưởng lão thấp giọng nói, nơi đó cũng chẳng phải là chỗ tốt lành gì. Diệp Huyên cười nói, chúng ta chỉ là đi xem thử thôi. Tông trưởng lão thấp giọng nói, nếu hai vị ngồi tàu đế tinh thì ít nhất phải nửa tháng mới có thể đến được nơi đó. Hơn nữa, trên đường e là cũng không quá dễ dàng. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói vậy? Tổng trưởng lão nói, bởi vì gần đây người của đại thế giới huyền hoàng thường xuyên xuất hiện ở vũ trụ này của chúng ta, e là bọn họ có hành động lớn. Nói xong ông ta nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, hai vị, nếu hai vị muốn đến cứ điểm kia của đại thế giới huyền hoàng, có thể thông qua truyền tống trận của Tiên Vân Tông ta, rất tiện lợi, không đến nửa ngày đã có thể đến rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy phải đa tạ rồi. Tông trưởng lão khẽ cười, hai bạn nhỏ mời theo ta. Nói xong, ông ta đưa Diệp Huyên và Tiểu Thất đến Tiên Vân Tông. Không thể không nói, quả thực Tiên Vân Tông này rất có tiên khí, mây mù lơ lửng khắp bốn phía, tiên cung tinh xảo hùng vĩ, trông rất giống như tiên cảnh. Một lát sau, Diệp Huyên và Tiểu Thất đi đến một chỗ trên sân tập võ của Tiên Vân Tông, tông trưởng lão nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất hai vị đợi một lát. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Tiểu Thất nói, có gì đó không ổn. Diệp Huyên gật đầu, khóe miệng chợt cười như suy ngẫm. Ngay lúc này, mặt đất dưới chân Diệp Huyên và Tiểu Thất đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó hàng loạt sấm chớp bỗng chốc phóng lên từ mặt đất, sau đó giống như một lồng giam bao phủ lấy Tiểu Thất và Diệp Huyên. Sắc mặt Tiểu Thất vô cảm. Diệp Huyên nhìn về phía xa, đột nhiên tông trưởng lão xuất hiện, mà sau lưng ông ta còn có 10 người đi theo. Toàn bộ đều là cao thủ đế cảnh. Tông trưởng lão nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, dường như các người không hề bất ngờ chút nào. Diệp Huyên cười nói, nếu ta đoán không sai, có lẽ người biết chúng ta là ai. Tông trưởng lão vung tay phải, một bức họa xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, người trong bức họa chính là Diệp Huyên. Tông trưởng lão nhìn Diệp Huyên, nghe nói, chí bảo ngũ duy kia đang ở trong tay ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tông trưởng lão cười nói, đúng thật là không ngờ được, vậy mà ngươi lại đến địa bàn của Tiên Vân Tông ta, đúng là trời đã giúp Tiên Vân Tông ta. Diệp Huyên cười nói, sao ngươi lại biết không phải là trời muốn diệt Tiên Vân Tông ngươi? Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh chân phải xuống đất. Bù! Một luồng kiếm quang xuyên không phóng đến. Luồng kiếm quang này trực tiếp chém nát sấm sét trước mặt hắn, sau đó chém về phía tông trưởng lão. Tông trưởng lão nheo mắt. Ông ta mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta bước một bước về phía trước, trường thương trong tay giống như một con rồng sấm sét luồn lách. Ầm! Một tiếng nổ vang vọng, ngay sau đó cả người tông trưởng lão lập tức lùi mạnh về sau. Mà lúc này, ở bên trong trận pháp, Diệp Huyên lại đánh ra một quyền. Táng quyền! Một quyền vừa đánh ra thì sấm sét xung quanh đã hóa thành cho tàn ngay tức khắc. Thấy cảnh tượng đó, sắc mặt những cao thủ Tiên Vân Tông lập tức thay đổi. Quả nhiên, bọn họ đã xem nhẹ thực lực của Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi bước về phía đám người tông trưởng lão, hắn không nói lời thừa thãi, chân phải dẫm nhẹ, xung quanh hàng loạt đại địa chi lực tràn đến như nước ngưng tụ về phía hắn. Sắc mặt đám người tông trưởng lão vô cùng nặng nề.
Ngay lúc này, Diệp Huyên lao lên, sau đó đánh ra một quyền. Táng quyền. Một quyền này vừa được đánh ra thì một luồng năng lượng mạnh mẽ cũng phóng ra từ trong nắm đấm Diệp Huyên, cảm giác được sức mạnh kinh khủng này, sắc mặt tông trưởng lão liền thay đổi, đồng loạt ra tay. Vừa dứt lời, cả 11 người đều ra tay cùng lúc. Ầm ầm. Không gian xung quanh lập tức chấn động, Diệp Huyên liên tục lùi đến gần trăm trượng. Táng quyền này của hắn lại thêm đại địa chi lực tuy rằng vô cùng mạnh, nhưng đối đầu với 11 cao thủ đế cảnh thì vẫn có phần khó trụ được. Tông trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đúng là đã xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng, vậy thì có ra sao? Hôm nay ngươi... Lúc ấy, đột nhiên Diệp Huyên biến mất. Bù! Một loạt tiếng kiếm vang vọng chợt lóe lên trong sân. Sắc mặt tông trưởng lão thay đổi hẳn, ông ta đánh mạnh hai trưởng về phía trước. Một luồng kiếm quang chém đến. Ầm! Trong tầm mắt của mọi người, hai trưởng kia của tông trưởng lão trực tiếp bị đánh vỡ. Cũng bị vỡ nát như vậy còn có cả thân thể ông ta. Tông trưởng lão kinh hãi nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta là một kiếm tu. Vừa dứt lời, kiếm trong tay đột nhiên đổi thành kiếm chấn hồn, hắn cầm kiếm cách không chĩa về phía tông trưởng lão. Ầm. Trong nháy mắt linh hồn tông trưởng lão đã bị Diệp Huyên hấp thụ. Những cao thủ đế cảnh còn lại của Tiên Vân Tông cũng biến sắc, một vài người muốn rút lui. Mà lúc này đột nhiên Diệp Huyên vung tay phải, chín thanh kiếm bỗng chốc xuất hiện trên đỉnh đầu mấy người đó, ngay sau đó hàng loạt kiếm quang trực tiếp bao phủ cả 10 người. Kiếm quang tung hoành, tuyệt sát kiếm trận, vù 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 vù. Trong sân, hàng loạt âm thanh kiếm quang như cắt kim loại vang lên không ngừng, hai cao thủ đế cảnh trong đó trực tiếp bị những kiếm quang này giết chết. Mà vào lúc Diệp Huyên đang muốn tiếp tục ra tay thì một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bùng lên trong sân. Tiếp đó, một ông lão hiện ra trước mặt Diệp Huyên, cách hắn không xa, ông lão vung tay phải, sức mạnh kinh người lập tức đánh bay những phi kiếm cách đó không xa. Người này, chính là tông chủ Tiên Vân Tông. Tông chủ Tiên Vân Tông đưa mắt nhìn thi thể hai đế cảnh, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, chuyện này bỏ qua tại đây, các ngươi đi đi. Bỏ qua. Diệp Huyên nhếch miệng cười, nụ cười có phần khiếp sợ, các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn thì không đánh nữa. Coi lão tử này là cái gì? Ta nói cho các người biết, hôm nay không bồi thường cho lão tử đây 1 tỷ thần tinh thì chuyện này chưa xong đâu. Nói xong, kiếm ý mạnh mẽ dâng trào từ trong người hắn. 1 tỷ thần tinh. Tông chủ Tiên Vân Tông lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, để cho các ngươi đi không có nghĩa là Tiên Vân Tông ta sợ các ngươi, có hiểu không? Diệp Huyên nhìn tông chủ Tiên Vân Tông, có đưa hay không? Vẻ mặt tông chủ Tiên Vân Tông vô cảm. Không đưa, người có thể làm gì? Diệp Huyên nhếch miệng cười, hắn đang định ra tay thì lúc này, tiểu thất đột nhiên biến mất. Vù! Tiếng kiếm vang lên trong sân. Mọi người nhìn thấy tiểu thất bất ngờ ra tay, sắc mặt tông chủ Tiên Vân Tông chợt thay đổi, ông ta xông về phía trước, một luồng sức mạnh kinh người mạnh mẽ quét đến. Lúc này, kiếm của tiểu thất đã tới. Ầm! Trong chớp mắt, tông chủ Tiên Vân Tông đã lùi xa đến nghìn trượng. Đồng thời một cánh tay của ông ta cũng đã biến mất. Thấy vậy, mọi người trong sân đều sợ ngây người. Vẻ mặt tông chủ Tiên Vân Tông cũng vô cùng khó tin, ngươi. Kiếm thần siêu phàm. Tiểu thất nhìn tông chủ Tiên Vân Tông, 2 tỷ thần tinh, một cái cũng không được thiếu. 2 tỷ. Diệp Huyên. Sắc mặt tông chủ Tiên Vân Tiên cực kỳ khó coi, ông ta nhìn tiểu thất chằm chằm, các hạ, ngươi đòi hỏi quá nhiều. 2 tỷ. Hiện tại, toàn bộ Tiên Vân Tông cộng lại cũng chẳng có được nhiều thần tinh như vậy. Tông chủ Tiên Vân Tông vừa dứt lời, tiểu thất lại đột ngột biến mất. Vù! Một luồng kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Tông chủ Tiên Vân Tông kia lập tức biến sắc, ông ta hoàn toàn không dám đỡ kiếm này nhưng tốc độ kiếm này quá nhanh, ông ta vốn không thể tránh được. Cũng không thể không đỡ. Mà sau đó, lại một cánh tay nữa biến mất. Tiểu thất nhìn tông chủ Tiên Vân Tông, 3 tỷ thần tinh, một cái cũng không thể thiếu. Tông chủ Tiên Vân Tông hung tợn nói, khinh người quá đáng. Vừa nói xong, ông ta mạnh mẽ xoay người sang bên phải, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Vừa dứt lời, một cột sáng trắng phóng thẳng lên trời ở phía sau đại điện Tiên Vân Tông, trong cột sáng trắng đó có một bóng người lặng lẽ ngưng tụ. Rất nhanh, một ông già bước ra từ cột sáng.
Ông lão tóc trắng đưa mắt nhìn khắp nơi bên dưới, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên người Diệp Huyên và Tiểu Thất cách đó không xa. Nhìn Tiểu Thất và Diệp Huyên, ông lão khẽ nhíu mày, ông ta đang định nói thì ngay lúc này, Tiểu Thất lại bất ngờ lên tiếng, 4 tỷ thần tinh, một cái cũng không thể thiếu. Diệp Huyên, cách đó không xa, đám người tông chủ Tiên Vân Tông tức đến mặt mũi tái mét. Trong không trung, ông lão tóc trắng nhìn Tiểu Thất, một lúc lâu sau ông ta mới khẽ nói, kỳ tài ngút trời. Vừa nói xong ông ta bước ra một bước, áp lực mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía Tiểu Thất. Vẻ mặt Tiểu Thất vô cảm, nàng ta mở lòng bàn tay, bội kiếm bên hông đột nhiên rơi vào trong tay, ngay tiếp đó, nàng ta chém một kiếm về phía trước. Vù! Một luồng kiếm khí xuyên không gian phóng đến. Kiếm khí bay ngang qua bầu trời, trong chớp mắt đã chém vỡ áp lực mạnh mẽ của ông lão tóc trắng, ông lão tóc trắng tiến lên trước đánh ra một quyền. Quyền này mạnh mẽ chấn áp kiếm khí của Tiểu Thất, nhưng thời khắc tiếp đó, Tiểu Thất đã xuất hiện trước mặt ông lão tóc trắng. Tiểu Thất rút kiếm chém xuống. Ầm! Trong tầm mắt của tất cả mọi người, không biết từ khi nào Tiểu Thất đã xuất hiện sau lưng ông lão tóc trắng. Tất cả mọi người nhìn ông lão tóc trắng, ông ta khẽ nói, trước giờ chưa từng nghĩ đến, thế gian lại có người yêu nghiệt như thế. Dứt lời, ông ta hoàn toàn biến mất hẳn. Thấy cảnh đó, sắc mặt toàn bộ cao thủ Tiên Vân Tông bên dưới trắng nhợt. Trong không trung, Tiểu Thất nhìn tông chủ Tiên Vân Tông, 4 tỷ, hoặc là Tiên Vân Tông diệt môn, ngươi chọn đi. Sắc mặt tông chủ Tiên Vân Tông cực kỳ khó chịu. 4 tỷ. Có thể nói, cộng lại toàn bộ Tiên Vân Tông cũng không thể có nhiều thần tinh như vậy. Lúc này, đột nhiên Tiểu Thất mở lòng bàn tay, ngay sau đó một thanh kiếm chợt bay ra. Ở phía xa trăm trượng, đầu một vị cao thủ đế cảnh của Tiên Vân Tông lập tức bay đi. Không hề có sức chống đỡ. Thấy vậy, sắc mặt tông chủ Tiên Vân Tông lập tức biến sắc. Mà khi đó, Tiểu Thất nhìn tông chủ Tiên Vân Tông, thấy thế sắc mặt tông chủ thay đổi hắn, đưa, chúng ta đưa. Tiểu Thất khẽ gật đầu, cho người thời gian nửa canh giờ. Nói xong, nàng ta lùi về bên cạnh Diệp Huyên. Tông chủ Tiên Vân Tông vội vàng quay người rời đi. Diệp Huyên cười nói, người nói, hắn sẽ chạy hay không? Tiểu Thất lạnh giọng nói, trừ phi hắn muốn buông bỏ Tiên Vân Tông hoàn toàn. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, hình như có rất nhiều người muốn bảo vật kia của ngươi. Diệp Huyên nói, đúng là có hơi nhiều. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, sau này có thể ngươi sẽ có nhiều chuyện rắc rối, nhưng mà không sao. Diệp Huyên tò mò, tại sao lại không sao? Tiểu Thất nói, bởi vì ngươi có quá nhiều chuyện rắc rối, có nhiều thêm một chút thì có sao đâu. Diệp Huyên. Lúc này, tông chủ Tiên Vân Tông xuất hiện trước mặt Tiểu Thất và Diệp Huyên. Ông ta do dự một lát, sau đó khẽ điểm ngón tay, 10 chiếc nhẫn chứa đổ rơi xuống trước mặt Tiểu Thất và Diệp Huyên, đây là toàn bộ gia sản của Tiên Vân Tông ta. Diệp Huyên nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa đổ có 2 tỷ 700 triệu thần tinh, trong đó có 9 bảo vật đạo cảnh, 9 lọ đan dược các loại, ngoài ra còn có một vài địa bảo thiên tài. 2 tỷ 7. 9 bảo vật đạo cảnh. Diệp Huyên suy ngẫm, sau đó cầm 5 nhẫn chứa đồ đưa cho Tiểu Thất, Tiểu Thất lại lắc đầu, ta không thích những vật ngoài thân này, ngươi giữ đi. Vật ngoài thân. Diệp Huyên không biết nói gì, thấy Tiểu Thất kiên quyết như thế thì hắn cũng không nói gì thêm, lập tức thu hồi những chiếc nhẫn chứa đồ đó. Không thể không nói, có một người bạn giàu có đúng là rất tốt. Sau khi Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ thì quay người rời đi cùng Tiểu Thất. Hai người cũng không phải muốn Tiên Vân Tông lấy ra 4 tỷ thần tinh thật, vì chắc chắn Tiên Vân Tông không có nhiều như vậy. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt tông chủ Tiên Vân Tông lập tức trở nên hung tợn, Diệp Huyên ngươi được lắm. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn một ông lão, báo với người của đại thế giới huyền hoàng, cứ nói. Ngay lúc này, một người đàn ông xuất hiện sau lưng tông chủ Tiên Vân Tông, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng vào gáy ông ta. Máu tươi khắp nơi. Người đàn ông này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ta biết chắc chắn là ngươi sẽ không cam tâm. Nói dứt lời, hắn cầm kiếm đâm ngang. Vù! Đầu tông chủ Tiên Vân Tông lập tức bay ra ngoài. Diệp Huyên thu hồi kiếm, quay người biến mất về nơi xa. Ở chỗ cũ, một nhóm cao thủ Tiên Vân Tông đều đứng ngây như phỗng.
Trong tinh không phía xa, trên tàu đế tinh, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, người biết ông ta sẽ không cam tâm. Diệp Huyên gật đầu, sao ông ta lại cam tâm được chứ? Chúng ta đã lấy toàn bộ bảo vật của Tiên Vân Tông đấy. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, chúng ta rất tàn nhẫn sao? Diệp Huyên lắc đầu, nếu thực lực chúng ta yếu thì kết cục của chúng ta càng thảm hơn. Tiểu Thất gật đầu, nàng ta ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói, trong mắt những người của đại thế giới huyền hoàng, chúng ta cũng là kẻ yếu. Diệp Huyên khẽ cười, đang định nói thì ngay lúc này, ở phía xa tinh không đột nhiên bị nứt ra, ngay sau đó một bóng người chạy ra từ trong đó. Là một cô gái áo đen, sau khi cô gái áo đen đi ra, ánh mắt nàng ta lập tức dừng trên người Diệp Huyên và Tiểu Thất, mà lúc này, sau lưng nàng ta lại xuất hiện một ông lão. Ông lão lạnh lùng nhìn cô gái áo đen, chạy tiếp đi. Cô gái áo đen đi đến trước mặt Diệp Huyên và Tiểu Thất, ánh mắt nàng ta nhìn Tiểu Thất cứu ta. Vẻ mặt Tiểu Thất vô cảm, lý do. Cô gái áo đen do dự một chập sau đó mở tay phải ra, bên trong tay phải nàng ta cầm một long ngâm màu đen, đây là ngọc tỷ của Hán quốc ta, bên trong có kho báu của Hán quốc ta. Tiểu Thất lắc đầu, ta không hứng thú với tiền. Diệp Huyên. Cô gái áo đen cũng sững người, nàng ta do dự chốc lát lại nói, người xem trước thử xem. Tiểu Thất lắc đầu. Lúc này, ông lão cách đó không xa đột nhiên cười lạnh, nàng ta dám nhúng tay vào chuyện của đại thế giới huyền hoàng ta sao? Đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên và Tiểu Thất đều ngây người. Lúc này, Diệp Huyên nhận lấy ngọc tỷ trong tay cô gái áo đen, cô nương, yên tâm, giữa ban ngày ban mặt. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ai giết người ở trước mặt ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ông lão, thiện ác đều gặp báo, thiên đạo luân hồi. Không tin thì ngẩng đầu mà xem, trời xanh sẽ tha cho ai. Ông già, ta khuyên ngươi nên lương thiện. Ông lão lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì lúc này, đột nhiên Diệp Huyên biến mất. Vù, tiếng kiếm chợt vang lên. Con người ông lão chợt co lại, tay đánh một quyền về phía trước. Ầm ầm, quyền thế mạnh mẽ chấn áp một kiếm đó của Diệp Huyên nhưng ngay sau đó, Diệp Huyên trực tiếp đánh một quyền vào mặt ông ta. Táng quyền. Ầm. Trong chớp mắt, ông lão lập tức lùi lại cả nghìn trượng. Mà khi ông ta vừa dừng lại thì Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó lại chém xuống một kiếm. Ông lão giống gầm lên, hai tay đập mạnh về phía trước. Ầm ầm. Không gian xung quanh chợt rung lên. Diệp Huyên quay trở về chỗ cũ, còn ông lão thì lùi mạnh ra xa không chỉ vậy mà máu từ khóe miệng ông ta cũng chảy xuống. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi. Lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Ông lão nheo mắt, đánh một quyền về phía trước. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát nhưng ngay sau đó, Diệp Huyên bất ngờ lại xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, ngay sau đó một thanh kiếm chém thẳng xuống. Thấy một kiếm này. Sắc mặt ông lão thay đổi hẳn, ông ta nhảy ra phía sau, lập tức né kiếm nhưng vừa dừng lại thì hàng loạt phi kiếm lại lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta, tiếp đó, hàng loạt kiếm quang đã nhấn chìm trong chớp mắt. Vù 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 vù. Trong sân, từng đợt âm thanh kiếm quang như cắt kim loại vang lên không ngừng. A! À, ngay lúc ấy, trong vùng kiếm quang đó đột nhiên vang lên tiếng thét gào của ông lão, sau đó, một hơi thở mạnh mẽ chấn động. Kiếm quang của Diệp Huyên chớp mắt đã vỡ tan. Mà Diệp Huyên lại đột nhiên biến mất. Vù! Cách đó không xa, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa hàng mày ông lão. Trong sân trở nên yên tĩnh. Ông lão nhìn Diệp Huyên ở trước mặt chằm chằm, người thật to gan, dám nhúng tay vào chuyện của đại thế giới huyền hoàng ta. Lúc này, Diệp Huyên nâng tay ra một kiếm. Vù! Đầu ông lão lập tức bay ra. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, hắn thu lấy nhẫn chứa đồ của ông lão, sau đó quay người nhìn cô gái áo đen cách đó không xa, cô gái áo đen trầm giọng, các người có thù với người của đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên gật đầu, cô gái áo đen thấp giọng nói, bây giờ bọn họ đang cướp bóc ở đại lục huyền thương ta. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đại lục huyền thương. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyên, bảo vật trên người bọn họ nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Diệp Huyên nghiêm túc nói, có phải ngươi có hiểu lầm gì về ta không? Ta thật sự không phải là một người hám của. Cô gái áo đen. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyên, những gì ta nói đều là sự thật,
hiện giờ bọn chúng đang cướp bóc không chút e dè ngay trên đại lục huyền thương của chúng ta. Hơn nữa, trước khi tới thế giới huyền hoàng, bọn chúng đã cướp bóc tận mấy vũ trụ rồi. Diệp Huyên hỏi, cướp bóc không chút e dè. Cô gái áo đen gật đầu, Bắc Cảnh Quân, chính là quân đoàn của đại thế giới huyền hoàng. Quân đoàn đó thường xuyên cướp bóc tài nguyên của các tiểu thế giới và tiểu vũ trụ, những nơi mà bọn chúng tới có thể nói là đến ngọn cỏ cũng chẳng còn. Diệp Huyên nhíu mày, càn rỡ thế ư? Càn rỡ? Cô gái áo đen cười lạnh, đó mới chỉ là một quân đoàn ở lớp ngoài của bọn chúng mà thôi. Ngươi không biết những quân đoàn chủ lực của bọn chúng càn rỡ đến mức nào đâu. Những nơi bọn chúng tới đều gặp phải cảnh ngộ, thuận ta thì sống, trái ta thì chết. Diệp Huyên thoáng im lặng, sau đó mới nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh tanh nói, giết. Diệp Huyên cười bảo, đúng ý ta. Dứt lời, hắn liền nhìn cô gái áo đen, dẫn đường đi. Cô gái áo đen trầm giọng nói, chỉ có hai người thôi à. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái áo đen lắc đầu, nếu chỉ có mỗi hai người thì có khác nào đến chịu chết đâu. Diệp Huyên cười hỏi, sao cô lại nói vậy? Cô gái áo đen đáp, bọn chúng nhiều người, thực lực mạnh mẽ. Diệp Huyên nói, đừng để ý tới những thứ đó, cứ dẫn đường đi. Cô gái áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Tiểu Thất, sau đó đi trước dẫn đường. Trên đường đi, Diệp Huyên bỗng nhìn món đồ trong tay, đây là thứ gì? Vẻ mặt cô gái áo đen có phần phức tạp, ngọc tỷ của Hán Quốc. Diệp Huyên hỏi, cô vừa mới nói trong đó có bảo tàng. Cô gái áo đen gật đầu, Diệp Huyên hỏi, mở kiểu gì? Cô gái áo đen ngập ngừng muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, sao, giờ lại không nỡ à? Cô gái áo đen thấp giọng thở dài, bảo vật của Hán Quốc chúng tôi gần như bị cướp sạch, chỉ còn lại mỗi khối ngọc tỷ này, mà bên trong ngọc tỷ có một long mạch vượt qua thần phẩm. Cách đó không xa, Tiểu Thất đột nhiên nói, vượt qua thần phẩm. Cô gái áo đen gật đầu, đúng vậy. Vượt qua thần phẩm. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyên, thứ này được đấy, thần quốc chúng ta cũng chỉ có duy nhất một long mạch. Diệp Huyên chỉ tay, ngọc tỷ liền bay đến trước mặt Tiểu Thất, cho cô. Tiểu Thất lắc đầu, không muốn. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Tiểu Thất nói, ngươi cứ giữ đi, ngươi chẳng có cái nào hết mà. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên cảm thấy ấm áp, hắn mỉm cười. Đang định nói thì Tiểu Thất lại chèn thêm một câu, bảo không cần tức là không cần. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tầng 6 bảo món đồ kia có thể đưa ta sẽ đặt vào trong tháp, như vậy trong tháp sẽ ngưng tụ rất nhiều linh khí, linh thụ của ta có thể hấp thu, mà tháp nhỏ cũng có thể hấp thu được. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, thật thế ư? Đối với Tiểu Linh Nhi này, hắn vẫn có phần chưa tin lắm, chẳng biết nàng ta này học cái tính của ai. Mà cũng có lúc nói láo. Tầng 6 bảo, có thể đấy. Tòa tháp này của ngươi cũng cần linh khí, có một giải long mạch cấp bậc như thế cũng coi như có chỗ tốt với tòa tháp. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đưa khối ngọc tỷ cho Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười, rồi lại ôm ngọc tỷ quay về trong tháp. Chỉ chốc lát sau, tầng thứ 2 đã có thêm một con rồng trắng. Là long mạch vượt qua thần phẩm. Từ lúc long mạch vượt qua thần phẩm này xuất hiện, linh khí của cả tòa tháp giới ngục cũng nồng đậm hơn hẳn. Hắn có thể cảm nhận được sự hào hứng của tòa tháp nhỏ, tất nhiên, người hào hứng nhất vẫn là Tiểu Linh Nhi, bởi vì long mạch kia có thể trợ giúp rất lớn cho linh thụ của cô bé. Bên ngoài tháp giới ngục, cô gái áo đen cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, ta cảm thấy có lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu rõ thực lực của bọn chúng. Diệp Huyên mỉm cười, không nói gì. Đại thế giới huyền hoàng. Hắn biết chắc chắn thế giới đó vô cùng hùng mạnh, bởi vì bọn chúng vẫn liên tục hút máu của các vũ trụ khác, dưới tình hình này, chắc chắn người của đại thế giới huyền hoàng sẽ ngày càng mạnh hơn nữa. Cô gái áo đen trầm giọng, tại sao các người lại muốn đối đầu với đại thế giới huyền hoàng? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười bảo, chúng ta và phía bên đó có chút ân oán. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía xa, bao lâu nữa thì tới. Cô gái áo đen nói. Nửa canh giờ nữa. Diệp Huyên khẽ bảo, quân đoàn đến từ đại thế giới huyền hoàng có bao nhiêu người? Cô gái áo đen nói, chỉ có 100. 100 á? Diệp Huyên nhìn cô gái áo đen, tỏ ra kinh ngạc, chỉ 100 người mà có thể tiêu diệt được cả đại lục huyền thương của các cô.
Cô gái áo đen tỏ ra khá khó xử, thực lực của 100 kẻ kia mạnh đến mức mà ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Diệp Huyên trầm giọng, đều là đế cảnh sao? Cô gái áo đen lắc đầu, có hơn 30 đế cảnh, thế nhưng lực chiến đấu của bọn chúng cực kỳ mạnh, hơn nữa còn trang bị những thứ cao cấp nhất, không chỉ có vậy, mỗi người bọn chúng còn có cả một con yêu thú thiên lang cấp thiên đạo. Dứt lời, cô lại nhìn Diệp Huyên, đợi lát nữa gặp được, người sẽ biết bọn chúng khủng bố đến mức độ nào. Diệp Huyên gật đầu, hy vọng là thế. Cô gái áo đen chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Ước chừng 2 canh giờ sau, cô gái áo đen đột nhiên nói, chính là phía trước. Diệp Huyên và Tiểu Thất đều ngẩng đầu nhìn, cách đó không xa có một tinh cầu, giờ phút này, bên trên tinh cầu kia đang tỏa ra một thứ mùi máu tanh vô cùng gay mũi. Diệp Huyên nhíu mày, bọn chúng sẽ không giết sạch tất cả người của đại lục các cô đấy chứ. Cô gái áo đen mặt không cảm xúc, đó là những gì chúng đã làm. Nghe vậy, Tiểu Thất liền nhíu mày, người bình thường cũng không buông tha. Cô gái áo đen gật đầu, bọn chúng có ý định nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc? Tiểu Thất lắc đầu, mất hết tính người. Tuy thần quốc cũng từng phát động chiến tranh, thế nhưng họ không hề đổ sát những sinh linh yếu thế. Còn hành vi của đại thế giới huyền hoàng chính là hành vi mất hết tình người, bọn chúng chỉ biết cướp bóc mà thôi. Tiểu Thất bỗng nhiên nói, giết sạch bọn chúng. Diệp Huyên nhìn Tiểu Thất, chắc chắn cô nhóc này tức giận thật sự rồi. Chỉ một lát, ba người đã tiến vào đại lục huyền thương, vừa bước vào mà lông mày của cả Diệp Huyên lẫn Tiểu Thất đều đã nhíu chặt. Mùi máu tươi. Mùi máu tươi trên vũ trụ này quá mức nồng nặc. Không cần phải nói, chắc chắn nơi đây đã có rất nhiều người chết. Cô gái áo đen bỗng nhiên lên tiếng, mau đi Hán Quốc. Hán Quốc chính là nơi phồn thịnh nhất đại lục huyền thương chúng tôi. Chắc chắn bọn chúng đang ở nơi đó. Diệp Huyên gật đầu, cô dẫn đường đi. Cô gái áo đen liền nhanh chóng bay vút về phía xa. Chỉ lát sau, ba người đã tới đế đô của Hán Quốc, còn chưa bước vào thành thì một thứ mùi máu tươi ngập trời đã phả thẳng vào mũi. Diệp Huyên nhìn vào trong thành, đứng từ trên không trung có thể thấy được bên trong tòa thành chỉ toàn xác chết. Cảnh tượng thi thể chất đống khắp nơi, máu chảy thành sông. Giết sạch cả thành. Đúng lúc này, một gã đàn ông mặc áo giáp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên. Lúc nhìn thấy cô gái áo đen bên cạnh Diệp Huyên, gã bỗng nhếch miệng cười, cô gái này trông đẹp ghê, ha ha. Vừa dứt lời, gã đã lao ngay đến chỗ cô gái áo đen. Cô gái áo đen lạnh lùng nhìn gã, không hề trốn tránh. Vào lúc chỉ còn cách cô gái chừng vài trượng, đầu của gã áo giáp bỗng nhiên bay thẳng ra ngoài. Máu tươi phun khắp nơi. Đôi mắt trên chiếc đầu bị chém bay kia vẫn đang trợn trừng, lộ rõ vẻ khó tin. Cô gái áo đen quay đầu nhìn Diệp Huyên, trong mắt là vẻ kinh ngạc tột độ. Diệp Huyên và Tiểu Thất cùng đi vào trong thành, dọc đường đi đều là xác chết ngổn ngang, trong đó còn có rất nhiều trẻ con. Quá tàn nhẫn. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Hắn cũng giết người nhưng chưa bao giờ ra tay với phụ nữ và trẻ em. Giết những người ở thế yếu sẽ chỉ cho thấy rõ sự vô năng của ngươi mà thôi. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, một vài kẻ lại có thể tàn nhẫn tới mức độ này. Một khi những kẻ này tiến vào vũ trụ hỗn độn, quả thật khó lòng tưởng tượng ra được vũ trụ hỗn độn sẽ biến thành hình dạng như thế nào. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tay cầm trường thương đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Ông ta nhìn họ, các ngươi là... Người đàn ông vừa nói tới đây thì thân hình của Diệp Huyên đã biến mất khỏi vị trí. Ong! Một tiếng kiếm rung chuyển cả bầu trời đột nhiên vang lên. Uỳnh! Người đàn ông cầm trường thương còn chưa kịp phản ứng thì đã bay thẳng ra ngoài. Trong giây phút đó, một thanh kiếm bỗng lóe lên từ chỗ cổ họng của ông ta. Xoẹt! Tiếp theo, cái đầu của người đàn ông trung niên cũng bay ra theo. To gan! Đúng lúc này... Một tiếng hét đầy tức giận đột nhiên truyền đến từ chân trời, tiếp theo đó là một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn. Cùng lúc đó, Tiểu Thất ở cách đó không xa lại đột nhiên biến mất. Ong! Lại một tiếng kiếm phóng thẳng lên trời, chỉ trong phút chốc Tiểu Thất đã quay về vị trí cũ, nhưng lúc này dưới chân cô bé đã có thêm một chiếc đầu máu chảy ròng ròng. Chứng kiến cảnh tượng này, cô gái áo đen hoàn toàn ngây dại. Thực lực của Diệp Huyên và Tiểu Thất này quả thật nằm ngoài dự đoán của cô nàng.
rầm rập, rầm rập. Mặt đất cách đó không xa đột nhiên bị chấn động, chỉ một thoáng, một luồng uy áp cường đại đã ập thẳng tới. Diệp Huyên nhìn về phía kia, ở nơi đó có chừng 100 kỵ binh thiên lang đang nhanh chóng lao về chỗ bọn họ. Không thể không nói rằng khí thế của 100 kẻ kia vô cùng cường đại, chắc chắn không hề nhỏ hơn những quân cận vệ bên cạnh tiểu thất. Diệp Huyên bước lên trước một bước, chân phải khẽ xoay, chỉ trong chốc lát đã có vô số đại địa chi lực tụ về chỗ hắn. Lúc này, tay phải của Diệp Huyên chậm rãi nắm chặt lại, uy lực cường đại cũng đột nhiên được ngưng tụ xung quanh người hắn. Về phần đám kỵ binh, lúc này cũng chỉ còn cách hắn chừng 10 trượng. Khí thế mạnh mẽ tới mức có thể ép cho người ta ngạt thở. Diệp Huyên đột nhiên hướng về phía trước một bước, đấm ra một quyền. Táng quyền. Ầm ầm. Một quyền kia vừa được đấm ra, khí thế ngập trời từ nắm đấm ấy của Diệp Huyên đã lan tỏa khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã khiến cả hán thành rung lên bần bật, hệt như xảy ra động đất vậy. Trước mặt ba người Diệp Huyên, 100 kẻ kia đã bị uy lực của chiêu thức vừa nãy bắt ép dừng lại. Giờ phút này, xung quanh ba người phe Diệp Huyên đã là cảnh tượng vô cùng rối loạn. Nếu không phải bị khí thế của 100 kẻ kia chặn lại thì một đấm vừa nãy của Diệp Huyên hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ hán thành. Táng quyền. Uy lực của nó là điều không còn gì để nghi ngờ nữa. Phía đối diện Diệp Huyên, một người đàn ông trung niên cưỡi thiên lang đi ra, con thiên lang dưới người ông ta đang căm tức nhìn Diệp Huyên, đôi mắt đỏ ngầu như máu, như muốn nuốt chửng Diệp Huyên ngay lúc này. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, đang muốn nói gì đó thì Diệp Huyên đã lên tiếng trước, ngươi đừng nói gì cả, hoặc là các ngươi giết chết ta, hoặc là ta sẽ giết chết các ngươi. Lời vừa dứt, chân phải của hắn đã đạp nhẹ một cái, sau đó cả người hóa thành một luồng ánh kiếm cứ thế lao thẳng đi. Giết! Trong giây lát Diệp Huyên lao ra, ánh kiếm nhanh chóng bao trùm cả đám người kia. Mà bên phía Bắc Cảnh quân cũng không hề lùi bước. Giết! Tướng lĩnh cầm đầu đột nhiên gào to, cả trăm người đồng loạt xông lên. Tiểu thất chỉ ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó, nàng ta đột nhiên phóng thẳng lên đó. Sau khi nhìn thoáng qua Diệp Huyên ở phía xa, cô gái áo đen liền quay người rời đi. Ở nơi xa, Diệp Huyên xông thẳng về phía 100 kẻ kia. Trong đó, cường giả đế cảnh có 7 tên, số còn lại thấp nhất cũng là trưởng đạo cảnh. Không thể không nói, thực lực của hơn 100 người kia vô cùng mạnh mẽ, khi bọn họ liên thủ với nhau có thể áp chế được Diệp Huyên. Nếu như đánh đơn, Diệp Huyên có thể chấp bất cứ kẻ nào, thế nhưng khi đối phương liên thủ thì hắn lại chẳng có biện pháp nào cả. Uỳnh! Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lùi lại hơn mấy trăm trượng, đến khi hắn vừa dừng lại thì vô số thanh trường thương lao vút về phía hắn. Diệp Huyên cầm kiếm Thiên Chu chém mạnh về phía trước. Xoẹt! Những thanh trường thương kia lập tức bị chém gãy, cùng lúc đó, hắn lại bước lên trước một bước, đấm ra thêm một quyền. Táng quyền! Ầm ầm! Trong nháy mắt, hơn chục binh linh đang lao về phía Diệp Huyên bị một quyền này của hắn đấm nát bấy. Nhưng chỉ giây tiếp theo, một thanh trường thương lập tức đâm thẳng về phía trán hắn. Diệp Huyên nhanh chóng lùi lại mấy chục trượng. Nhưng thanh trường thương kia cũng không hề phá vỡ phòng ngự của hắn. Thân thể của hắn có cấp bậc đế cảnh cơ mà. Diệp Huyên đạp mạnh chân phải, nhanh chóng hóa thành một luồng sáng lao vút đi. Xoẹt! Cách đó không xa, những cái đầu của mấy binh lính phe kia cứ thế bay thẳng ra ngoài, sau đó Diệp Huyên lại bị đẩy lui lần nữa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã lại tiếp tục lao về phía đám binh sĩ. Binh lính Bắc Cảnh quân càng lúc càng ít, mỗi giây đều có binh lính bị Diệp Huyên chém chết. Giết! Trong đầu Diệp Huyên lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó chính là giết. Hắn không hề có một chút hảo cảm nào với người của Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Vào lúc người của Đại Thế Giới Huyền Hoàng tới tìm hắn thì cũng đã chắc chắn một điều rằng hắn và bọn họ đứng ở hai phe đối lập. Không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Diệp Huyên càng chém giết càng hăng, số binh lính của Bắc Cảnh quân càng lúc càng ít, lúc này chỉ còn lại chưa tới 50 tên. Bọn chúng đã bị Diệp Huyên giết đến một nửa. Diệp Huyên không chỉ có thân thể cấp bậc đế cảnh, mà còn mặc một bộ bảo vật phòng ngự cấp đạo cảnh nữa, trong tình huống như thế, tuy cũng bị thương nhưng lại không hề nguy hiểm đến tính mạng. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bị mười mấy binh lính liên thủ đẩy lùi.
Sau khi hắn bị ép phải lùi về phía sau, một tên tướng lĩnh trong đám Bắc Cảnh quân kia đột nhiên hô to, rút. Rút lui. Bọn chúng đã không còn ý định đánh tiếp với Diệp Huyên nữa rồi, bởi vì phe chúng đã bị tổn thất quá nhiều, thế mà Diệp Huyên không những không hề suy yếu mà càng đánh lại càng mạnh hơn. Bởi vậy, hắn đã quả quyết chọn cách rút lui. Mấy chục tên lính Bắc Cảnh quân còn lại đều quay người rời khỏi. Nhưng Diệp Huyên lại không có ý định buông tha cho bọn chúng, thân hình hắn nhoáng một cái đã lao thẳng về phía đám Bắc Cảnh quân kia. Nhìn thấy một màn này, tướng lĩnh cầm đầu Bắc Cảnh quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, tăng tốc, nhanh chóng tiến về phía truyền tống trận. Lời vừa dứt, tất cả đồng loạt tăng tốc lao nhanh ra phía ngoài thành. Còn sau lưng bọn chúng, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng có kẻ bị giết chết. Tốc độ của Diệp Huyên rất nhanh, và kiếm của hắn lại còn nhanh hơn thế. Một chiếc phi kiếm cứ thế luồn lách theo sát sau lưng đám lính Bắc Cảnh quân hệt như một con giỏi ăn xương vậy. Chỉ trong chốc lát, đám Bắc Cảnh quân đã đi tới chỗ một trận pháp truyền tống. Vào lúc bọn chúng vừa bước lên đài truyền tống thì bỗng có một ánh sáng xanh bao bọc xung quanh. Đúng lúc này, giữa trán Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một chữ không nho nhỏ. Đạo tắc không gian. Ngay sau đó, không gian xung quanh đám Bắc Cảnh quân nhanh chóng bị Diệp Huyên thay đổi, sự thay đổi này đồng thời cũng làm mất luôn hiệu lực của truyền tống trận kia. Nhận thấy chuyện ngoài ý muốn, sắc mặt đám Bắc Cảnh quân đều trở nên vô cùng khó coi. Tên tướng lĩnh cầm đầu thì nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang đi về phía mình, ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta chính là thuộc hạ của Bắc Cảnh Vương của Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng cười, ngươi biết ta là ai không? Tên tướng lĩnh kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là kẻ nào? Diệp Huyên cười nói, ta chính là Diệp Huyên, là người chuyên xử lý đám ô hợp Đại Thế Giới Huyền Hoàng các ngươi. Lời vừa dứt thì thân hình hắn cũng đột ngột biến mất. Ong! Một tiếng kiếm bỗng nhiên vang vọng khắp nơi này. Cách đó không xa, tên tướng lĩnh kia lộ rõ vẻ mặt dữ tợn, giết. Hắn ta vừa dứt lời, cả đám đều xông thẳng về phía Diệp Huyên. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên nằm trên đất, còn xung quanh hắn toàn là thi thể. 100 tên lính thuộc Bắc Cảnh quân không còn ai sống sót. Tất cả đều đã bị hắn giết sạch. Trên mặt đất, Diệp Huyên lẳng lặng nhìn lên bầu trời, quanh người hắn tản ra một luồng sáng đỏ mơ hồ. Đó không phải là sức mạnh huyết mạch, mà chính là ma tính trong cơ thể hắn. Kể từ khi nhập ma tới nay, ma tính trên người hắn càng lúc càng mạnh. Ngay bản thân hắn cũng phát hiện ra điều này. Nhưng mà hắn lại chẳng cảm thấy có gì xấu cả, ma tính cũng chỉ như nhân tính mà thôi. Dù giết sạch đám Bắc Cảnh quân kia nhưng hắn không hề hối hận. Hoặc nên nói là, hắn đã chém giết cực kỳ thoải mái. Quá sung sướng. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo, ngay sau đó, Tiểu Thất cũng xuất hiện. Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ổn chứ? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Thất nói, vừa nãy ở bên trên có một tên siêu việt đế cảnh, ta đã giết chết rồi. Nhưng hình như cũng đã để hắn gọi thêm người tới rồi. Gọi người rồi sao? Diệp Huyên nhếch miệng cười, chuyện tốt. Tiểu Thất gật đầu, ta có một suy nghĩ thế này. Diệp Huyên bảo, nói đi. Tiểu Thất nói khẽ, chúng ta cứ đi tìm bọn chúng thế này quá lãng phí thời gian, không bằng cứ để bọn chúng tới tìm chúng ta, người thấy thế nào? Diệp Huyên cười nói, tốt mà. Tiểu Thất gật đầu, sau đó khẽ mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn không gian. Nhẫn không gian màu đen. Tiểu Thất đưa chiếc nhẫn kia cho Diệp Huyên, cho ngươi này. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta thật sự không phải người tham tài. Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, ta biết. Diệp Huyên hỏi, thật ư? Tiểu Thất gật đầu, ngươi nghèo mà, ta hiểu, hiểu hết. Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm của mình. Hơn 100 chiếc nhẫn không gian. Nhìn vào hơn 100 chiếc nhẫn không gian trước mặt mình. Diệp Huyên cười tươi đến mức ngoác cả miệng. Cuối cùng hắn cũng đã tính toán xong. Cộng thêm những thứ trước mặt này thì hiện giờ thần tinh của hắn đã lên đến chừng 5 tỷ 700 triệu, bảo vật đạo cảnh là 52 món, số còn lại là một vài món đồ linh tinh. Tất nhiên còn có cả siêu phẩm thần mạch trong tòa tháp kia của hắn nữa. Nó tương đương với khoảng 5 tỷ thần tinh. Diệp Huyên bỗng có đôi phần cảm khái.
Cuộc đời này của hắn chưa từng thấy số tiền khổng lồ tới vậy bao giờ. Hơn nữa số tiền này còn chẳng phải hắn kiếm được, mà lấy được do giết người. Diệp Huyên hắn còn chia ra đâu là kẻ nên giết không nên giết, nhưng đám người của đại thế giới huyền hoàng thì không, trong suy nghĩ của bọn chúng, tất cả những ai không thuộc đại thế giới huyền hoàng thì đều là đối tượng đáng bị cướp bóc cả. Có thể tưởng tượng ra được người của thế giới đó giàu có đến mức nào. Đúng lúc này, cô gái áo đen rời đi trước đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tiểu Thất, sau lưng cô ta còn có thêm một cậu nhóc chừng 6-7 tuổi, trông sắc mặt có vẻ tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lại chẳng hề có chút sợ hãi nào. Cô gái áo đen nhìn thoáng qua đống xác chết chất đầy, sau đó lại nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất đa tạ. Tiểu Thất nhìn cô gái áo đen, ở đây còn bao nhiêu người nữa? Cô gái áo đen trầm giọng, chỉ còn rất ít. Tiểu Thất nói, dẫn bọn họ tới vũ trụ hỗn độn đi, ở đó sẽ có người thu xếp cho các ngươi. Vũ trụ hỗn độn. Cô gái áo đen bỗng ngây người, hai người tới từ vũ trụ hỗn độn. Tiểu Thất gật đầu, cô nghe tới nơi đó rồi. Cô gái áo đen trầm giọng, đúng vậy, nghe đồn bên đó xuất hiện một món chí bảo ngũ duy. Diệp Huyên. Cô gái áo đen lại nói, người của đại thế giới huyền hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho vũ trụ hỗn độn. Tiểu Thất nhìn cô ta còn sống, ai dám ức hiếp con dân của ta. Cô gái áo đen nhìn Tiểu Thất, tất cả chúng tôi đều có thể tới vũ trụ hỗn độn sao? Tiểu Thất gật đầu, tất nhiên, nhưng các ngươi cũng phải chứng minh được giá trị bản thân. Ngươi hiểu chứ? Cô gái áo đen trầm giọng, chỗ chúng tôi có rất nhiều thế lực và tông môn, bọn họ đều ẩn nấp cả rồi, nếu các ngươi đi qua đó. Tiểu Thất nói, mang cả văn minh võ đạo của các ngươi theo. Đến bên đó sẽ có người tới tìm các ngươi để giao lưu, tất nhiên, nếu tới đó thì các ngươi chính là con dân của thần quốc chúng ta, phải tuân thủ quy củ, hiểu chưa? Cô gái áo đen gật đầu, đã hiểu. Tiểu Thất bỗng chỉ tay, một tia sáng trắng liền chui vào giữa trán cô gái áo đen, đây là đường đi, đi gì? Cô gái áo đen khẽ gật đầu, sau đó kéo theo cậu nhóc kia rời đi. Nhưng đúng lúc này, cậu nhóc lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên. Vừa nãy huynh đã giết tất cả bọn chúng sao? Diệp Huyên gật đầu. Cậu nhóc nhìn Diệp Huyên, đệ phải làm thế nào mới có thể giỏi giang giống huynh? Nghe thấy vậy, trong lòng Diệp Huyên liền nở hoa, nhóc con này cũng thật biết nói chuyện ghê. Diệp Huyên đứng dậy đi tới trước mặt cậu nhóc kia, hắn xòe tay ra, một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh đột nhiên xuất hiện trong đó, thế rồi hắn đưa cho cậu nhóc, cố gắng mạnh dần lên, bảo vệ tốt người bên cạnh mình, hiểu chưa? Cậu bé nhận lấy thanh kiếm, sau đó nhìn Diệp Huyên, đệ sẽ cố gắng. Dứt lời, cậu nhóc liền quay người rời đi cùng cô gái áo đen. Sau đó, người dân trên mảnh đại lục này cũng nhanh chóng di rời đến vũ trụ hỗn độn. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, người của bọn chúng sắp sửa tới rồi. Diệp Huyên đứng bên cạnh Tiểu Thất, kẻ địch càng lúc càng mạnh hơn. Tiểu Thất vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, kiểu gì cũng sẽ tới lúc kiếm của ta cắm trên đất của đại thế giới huyền hoàng. Diệp Huyên nhìn Tiểu Thất, nàng ta lại nói, ta ngứa mắt cái đại thế giới huyền hoàng kia, thế nên, bọn chúng bắt buộc phải biến mất. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Thất bỗng nhìn sang Diệp Huyên, đại thế giới huyền hoàng làm nhiều việc ác, ta làm thế này có được coi là thay trời hành đạo không nhỉ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó bảo, cứ coi là thế đi. Tiểu Thất gật đầu, thật ra ta là một người tốt. Vẻ mặt Diệp Huyên lộ rõ nét kỳ lạ, Tiểu Thất này đúng là. Lúc này, giọng nói của ma chủ đột nhiên vang lên, thôi xong. Nhóc con này đã đi cùng ngươi lâu lắm rồi, tính cách cũng bắt đầu thay đổi dần dần. Đúng lúc này, không gian trước mặt hai người đột nhiên vỡ nứt, một người đàn ông trung niên đột nhiên bước ra, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Tiểu Thất, ngay sau đó lại nhìn những thi thể dưới chân hai người họ. Im lặng giây lát, người đàn ông trung niên bỗng nói, quấy rầy rồi, ta chỉ đi ngang qua thôi. Dứt lời, ông ta liền quay người trở về khe hở không gian kia. Diệp Huyên, người đàn ông trung niên biến mất. Diệp Huyên và Tiểu Thất đưa mắt nhìn nhau, động tác chạy này của người đàn ông trung niên khiến hai người có phần bối rối. Cứ vậy mà đi rồi. Tiểu Thất chợt nói, đợi. Diệp Huyên gật đầu. Không lâu sau. Không gian trước mặt hai người lại nứt ra, người đàn ông lúc trước vừa đi lại xuất hiện. Mà lần này sau lưng ông ta có thêm hai người.
cao thủ cấp bậc thần cảnh. Đó là thần cảnh trên cả đế cảnh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, cười nói, không phải ngươi đi ngang qua sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, rốt cuộc các ngươi là người nào? Diệp Huyên không trả lời mà nhìn Tiểu Thất, người đánh mấy người? Tiểu Thất ngẫm nghĩ sau lại nói, đánh Tất. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta biến mất. Vù! Một luồng kiếm quang xuyên qua. Ở phía xa, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, kiếm thần siêu phàm. M. Thanh vừa dứt thì kiếm Tiểu Thất đã đến. Ba người đàn ông trung niên đồng loạt ra tay. Vù 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 vù. Dưới sự quan sát của Diệp Huyên, ba người đàn ông trung niên lập tức đã bị kiếm quang bao phủ. Sau khoảng ba nhịp thở, Tiểu Thất trở về bên cạnh Diệp Huyên mà trước mặt nàng ta không xa, chỉ còn lại người đàn ông trung niên kia, hai cao thủ thần tinh kia đã ngã quỵ. Sắc mặt người đàn ông trung niên đã tái nhợt, ông ta nhìn Tiểu Thất, ánh mắt ngoài sự kiêng dè còn có cả kinh sợ, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Thất nhìn người đàn ông trung niên, ngươi quay về gọi người đi. Người đàn ông trung niên hung tợn nói, ngươi là đang gây hấn với đại thế giới huyền hoàng ta sao? Tiểu Thất gật đầu, ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên sau đó nói, hai người chúng ta đánh hết toàn bộ các người, quay về gọi người đi. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên cười dữ tợn, ông ta không nói gì liền quay người rời đi. Diệp Huyên thu thập thi thể hai cao thủ thần tinh kia rồi giao cho ma chủ, mà số thần tinh của hai cao thủ này cộng lại có 500 triệu miếng, và 10 bảo vật đạo cảnh. Không thể không nói, cao thủ đại thế giới huyền hoàng này thật sự quá giàu có. Lúc này, đột nhiên Tiểu Thất nói, thần cảnh quá yếu. Diệp Huyên nhìn Tiểu Thất khẽ nói, tại sao lại yếu như vậy chứ? Lúc này, âm thanh ma chủ đột nhiên vang lên trong sân, Tiểu Nha Đầu. Phải biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người yêu nghiệt thì còn có người yêu nghiệt hơn ngươi. Đại thế giới huyền hoàng này, sở dĩ bây giờ các người thuận lợi như vậy là bởi vì đám người kia không biết rõ hai người, nếu như sau khi bọn họ biết được thiên phú và sức chiến đấu của hai người thì bọn họ sẽ không phái những người này đến nữa. Tiểu Thất gật đầu, ta biết. Nói rồi nàng ta nhìn sang khe nứt không gian kia, có lẽ bọn họ đang quan sát chúng ta. Diệp Huyên suy nghĩ chốc lát rồi nói, ta cảm thấy chúng ta phải khiêm tốn chút. Tiểu Thất nói, nhưng thực lực không cho phép. Diệp Huyên, ma chủ khẽ nói, hai người các ngươi. Ngay lúc này, khe nứt không gian ở trước mặt cách hai người không xa đột nhiên rung lên, một ông lão mặc trường bào màu xanh đi ra ngay sau đó. Cơ thể ông lão hư ảo, rõ ràng đây không phải bản thể. Sau khi ông lão xuất hiện, ánh mắt ông ta nhìn đến Tiểu Thất. Hai mắt ông ta đột nhiên lóe lên ánh vàng, một lúc sau, gương mặt ông ta dần trở nên nặng nề, linh thể kiếm đạo trời sinh, đỉnh cao siêu phàm kiếm thần, đỉnh cao đế cảnh. Nói đến đây, ông ta bước về phía trước khoảng một trượng, mà ánh sáng vàng trong mắt ông ta lại biến thành màu tím, chốc lát sau, vẻ mặt ông ta lại thay đổi vô cùng nghiêm trọng, đạo linh căn, linh trí bẩm sinh. Nói xong, sắc mặt ông ta trở nên trắng nhợt. Lúc này, ông lão lại bước về phía trước một trượng nhưng ánh sáng tím trong mắt ông ta lại biến thành một đen một trắng. Một lúc lâu sau, hai tay ông ta từ từ run lên, số mệnh nhân vương, lại thêm số kiếp đại đạo, chuyện này không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Nói rồi ông ta liền lùi mấy trượng. Nhân vương. Nhân vương là gì? Thuở đầu của vũ trụ tứ duy, cả vũ trụ đang hỗn độn, lúc đó loài người vừa xuất hiện, thế lực yếu ớt. Mà đến cuối cùng, loài người đã xuất hiện một vị vương. Đó là vị vương đầu tiên trong lịch sử loài người, Hy. Vị nhân vương Hy này dẫn dắt nhân tộc chống lại thiên đạo, chống lại yêu tộc, chống lại vạn giới vạn tộc chư thiên, đồng thời sáng lập văn minh nhân tộc, văn minh võ đạo, thiết lập các kiểu quy định của loài người. Có thể nói, văn minh nhân tộc là bắt đầu từ vị nhân vương Hy này. Mà sau đó, nhân tộc lại xuất hiện một vài vị nhân vương. Những vị nhân vương này không ai là không tài năng tuyệt vời, lại đưa nhân tộc lên một đỉnh cao cao hơn. Thời đại đó, nhân vương cao hơn cả thiên đạo, thậm chí còn cao hơn cả thiên thần trong truyền thuyết. Vị nhân vương cuối cùng của nhân tộc tên là Trụ. Vị nhân vương này khi chống lại thiên đạo và thiên thần thì đã thất bại, từ đó về sau, nhân tộc không còn nhân vương, chỉ có thiên tử. Thiên tử, con của trời.
Sau thời của Trụ, nhân tộc bị thiên đạo cùng với một vài thiên thần viễn cổ thống trị, sau này thì thiên đạo tối cao, thần quyền tối cao. Sở dĩ ông lão khiếp sợ như vậy là bởi vì ông ta nhìn thấy số mệnh nhân vương trên người Tiểu Thất. Đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô gái nhỏ trước mặt này rất có khả năng sẽ trở thành nhân vương. Một khi cô gái nhỏ này trở thành nhân vương, phải biết là, mặc dù năm đó nhân vương đều đã biến mất, nhưng phía sau những nhân vương này có vô số người đi theo, những người này ngay cả thiên đạo vũ trụ tứ duy cùng với những thiên thần viễn cổ kia cũng không dám khinh thường. Nếu để những người kia biết được thế gian đã có nhân vương mới xuất hiện, ông lão không tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ rất nhiều người chỉ biết đến thiên tử đế vương, không ai biết đến nhân vương, nhưng một vài lão quái vật từ thời viễn cổ thì đều biết. Ông lão nhìn Tiểu Thất chằm chằm, một lúc sau, ông ta xoay người muốn rời đi thì lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa chợt lên tiếng, ngươi không nhìn ta sao? Ông lão quay người nhìn Diệp Huyên, trong mắt ông ta có ánh sáng tím, một lúc sau ông ta lắc đầu, lãng phí huyền khí của lão phu. Vừa dứt lời, ông ta quay người đi vào bên trong khe nứt không gian. Diệp Huyên đứng tại chỗ tức giận bừng bừng, nói cái gì vậy? Mẹ nó ngươi đừng có đi. Nói rồi hắn rút kiếm xông qua, nhưng khi hắn xông đến khe nứt không gian kia, thì khe nứt không gian đột nhiên biến mất. Diệp Huyên giận không chịu được, liền chém kiếm xuống. Bù! Không gian lập tức bị hắn chém vỡ. Lúc này, Tiểu Thất nhìn Diệp Huyên, không cần để ý cái nhìn của người khác. Diệp Huyên khẽ nhún vai, thật ra ta cũng không tức giận gì. Lúc này, âm thanh của ma chủ vang lên, nhìn bên ngoài thì thiên phú của ngươi quả thực không được xem là đỉnh cao, nhưng... Diệp Huyên vội hỏi, nhưng cái gì? Ma chủ nói, nhưng có rất nhiều lúc, thiên phú cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người. Từ xưa đến nay, thiên phú của rất nhiều người ưu tú đều không phải quá tốt, trên con đường võ đạo. Thứ cần càng nhiều hơn chính là dựa vào nỗ lực và cơ duyên của bản thân. Đương nhiên, thiên phú của ngươi thật ra cũng không kém, chỉ là ông ta không nhìn thấu được ngươi mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên cười hì hì, vẫn là ánh mắt tiền bối độc đáo, không thể so với những kẻ phàm phu tục tử được. Ma chủ! Lúc này, Tiểu Thất cách đó không xa đột nhiên nói, xem ra trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không đến rồi. Chúng ta đến cứ điểm không gian của bọn họ tìm bọn họ thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói rồi, hai người hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng lên trời. Sau khi tiến vào không trung, hai người ngồi trên tàu đế tinh không bao lâu thì đã biến mất nơi chân trời tinh hà phía xa. Mục tiêu là cứ điểm không gian tiếp theo. Trên tàu đế tinh, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới sàn. Hấp thụ. Trong những chiến lợi phẩm đoạt được trước đây, có sau thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh, mà hiện tại, hắn muốn nhân cơ hội đột phá đến nguyên cảnh. Khi hắn nghịch cảnh trùng tu thì đã dừng lại ở cảnh giới này. Mà bây giờ, chuyện hắn cần làm chính là nâng cao cảnh giới bản thân. Sau khi một thanh kiếm đâm vào bụng hắn, một luồng linh khí tinh khiết từ trong người ông ta liền bùng nổ. Kiếm cấp bậc đạo cảnh. Năng lượng của loại kiếm này kinh khủng đến thế nào? Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thụ những năng lượng này, dần dần, một luồng hơi thở dao động từ trong cơ thể hắn. Cách đó không xa, Tiểu Thất đưa mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó quay đầu nhìn chân trời tinh không nơi xa. Ba ngày sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên sàn đột nhiên mở bừng hai mắt, một luồng hơi thở đột nhiên từ trong miệng hắn bay ra. Nguyên cảnh. Lúc này, Tiểu Thất ở gần đó chợt nói, ngươi xem. Nghe vậy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn sang, ở tinh không, nơi chân trời phía xa có một cây cầu thật dài, cây cầu đó kéo dài qua tinh không, hai bên trái phải cũng không thấy đầu, mà trên cây cầu lại trống vắng, từng trận gió lạnh thổi đến, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyên khẽ nói, đây là cái gì? Tiểu Thất lắc đầu, đi xem thử. Diệp Huyên khẽ gật đầu, không lâu sau, hai người đi đến trước cây cầu, vừa đến thì một trận gió lạnh thổi mạnh đến. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là cái gì? Tiểu Thất nhảy lên trên cầu, vừa lên trên cầu thì nàng ta càng nhíu mày chặt hơn. Lúc này, âm thanh của ma chủ vang lên từ trong đầu Diệp Huyên, nơi này có hơi bất thường, phải cẩn thận. Nghe thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên cũng nghiêm trọng hơn, hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Đang định nói thì ngay lúc này,
trước mặt hắn và Tiểu Thất không xa đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ, vẻ mặt cô gái áo đỏ hung dữ, hơn nữa còn là thể quỷ hồn. Tiểu Thất nhẹ giọng nói, quỷ hồn. Diệp Huyên nhìn cô gái áo đỏ, nàng ta hung tợn nhìn hắn và Tiểu Thất. Diệp Huyên trầm giọng nói, cũng không hề đơn giản. Tiểu Thất đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt thờ ơ, thế nhưng tay trái nàng ta lại nắm chặt thanh kiếm bên hông. Ngay lúc này, sau lưng hai người lại xuất hiện một linh hồn. Diệp Huyên quay đầu nhìn, sắc mặt hắn chợt thay đổi, bởi vì ở trước mặt hắn là hàng loạt thể linh hồn. Lúc này, trên cả cây cầu đều tràn ngập linh hồn. Hình dạng những linh hồn này vô cùng hung tợn, không giống như linh hồn bình thường. Lúc này, Tiểu Thất bỗng nói, đây là đang nuôi ác hồn. Diệp Huyên nhìn Tiểu Thất khẽ nói, sách Sử Thần Quốc có ghi chép, có một vài công pháp tà môn, nuôi ác hồn này chính là một trong số đó, cây cầu này có lẽ là một bảo vật cấp bậc thần cảnh, lại có người dùng nó để nuôi ác hồn. Nói rồi nàng ta nhìn xung quanh, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người vừa rời đi thì lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ trên cầu, đi sao? Có phải đã trễ rồi không? Vừa dứt lời, hàng loạt ác hồn bỗng chốc xông về phía Diệp Huyên và Tiểu Thất. Tiểu Thất khẽ nhíu mày đang định ra tay thì lúc đó, Diệp Huyên ngăn Tiểu Thất lại, để ta biểu diễn. Tiểu Thất! Hồn phách! Có thể nói Diệp Huyên không sợ nhất là mấy thứ như hồn phách. Cho dù là kiếm chấn hồn hay nhất kiếm định hồn thì đều có sự khống chế tuyệt đối với những thể loại sinh linh như linh hồn. Nhìn những thể linh hồn đang xông đến, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm chấn hồn xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó kiếm chấn hồn đột nhiên bay lên. Vù! Tiếng kiếm chợt vang lên trên cầu. Khoảnh khắc khi kiếm chấn hồn xuất hiện, vẻ mặt những linh hồn trên cầu kia bỗng chốc trở nên sợ hãi. Cùng lúc đó, một âm thanh kinh sợ vang lên từ trong tối, kiếm chấn hồn. Vậy mà ngươi lại có kiếm chấn hồn, ngươi! Âm thanh vừa dứt thì một luồng năng lực mạnh mẽ đột nhiên lao thẳng về phía Diệp Huyên. Tiểu Thất nhíu mày, nâng tay đánh ra một kiếm về bên phải. Ầm! Một kiếm vừa đánh ra, một tàn ảnh ở trước mặt Tiểu Thất liên tục lùi về sau, lùi mãi ước chừng đến mấy trăm trượng. Tiểu Thất nhìn về phía xa, trước mặt cô bé cách mấy trăm trượng là một ông lão gầy gò đang đứng, ông lão lưng gù, chỉ có một con mắt, trong cầm một lá cờ màu đen. Ông lão gầy gò nhìn Tiểu Thất chằm chằm, kiếm thần siêu phàm. Tiểu Thất quan sát ông lão, xấu. Diệp Huyên. Không thể không nói, ông lão gầy gò này quả thực là quá xấu xí, nhất là gương mặt ông ta, trên mặt có rất nhiều cục bướu đen, trông có phần ghê rợn. Thế nhưng, Tiểu Thất nói thẳng thừng như vậy thì có hơi làm người ta đau lòng. Quả nhiên là vậy, sắc mặt ông lão gầy gò lập tức trở nên hung dữ, cô gái nhỏ. Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không? Tiểu Thất khẽ cúi đầu, ta không muốn nhìn ngươi. Sắc sược. Ông lão gầy gò tức giận, ông ta đột nhiên biến mất, một hơi thở mạnh mẽ tràn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất nâng tay đánh ra một kiếm. Ầm. Trong chớp mắt ông lão gầy gò đã bị chém bay về chỗ cũ. Ông lão gầy gò nhìn Tiểu Thất, vừa sợ vừa giận, ngươi. Tiểu Thất lập tức quay người nhìn Diệp Huyên. Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, vẫn là ngươi nhìn thuận mắt. Diệp Huyên. Lúc này, kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng đánh chiếm những ác hồn ở xung quanh. Kiếm chấn hồn rất hưng phấn, tiểu chủ, những linh hồn này rất bổ. Chắc chắn ta có thể tiến cấp. Tiến cấp? Thần cảnh sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vậy thì hấp thụ nhiều một chút. Kiếm chấn hồn nói, được. Lúc này, ông lão gầy gò ở phía xa đột nhiên lùi ra sau hơn 10 trượng, tiếp đó, ông ta chắp hai tay, miệng bắt đầu lẩm nhẩm gì đó, cây cầu dưới chân Diệp Huyên dần dần bắt đầu rung động dữ dội, rất nhanh sau đó, những ác hồn xung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo. Kiếm chấn hồn bỗng nhiên nói, tiểu chủ, linh hồn của những người này đều bị nó khống chế trở thành linh hồn hung ác rồi. Diệp Huyên hỏi, linh hồn hung ác? Kiếm chấn hồn nói, đúng. Linh hồn những người này muôn đời muôn kiếp sẽ trở thành nô lệ của ông ta, không thể giải thoát được, rất thảm. Nếu như ta hấp thụ bọn chúng thì có thể khiến bọn họ được giải thoát. Diệp Huyên nhìn những linh hồn đó, những linh hồn này đều không còn linh trí, có lẽ đã bị hủy đi linh trí rồi. Diệp Huyên nói, ngươi có thể đối phó không? Kiếm chấn hồn nói, tiểu chủ, ngươi đừng có xem thường ta.
Năm đó ở Minh tộc, ta được dùng để trấn áp những linh hồn hung ác. Hơn nữa, là chuyên dùng để trấn áp những linh hồn hung ác cũng những cao thủ tuyệt thế, đối với ta mà nói, những linh hồn hung ác này quả thực chỉ là việc còn con mà thôi. Diệp Huyên cười nói, vậy giao hết cho ngươi. Kiếm chấn hồn rung mạnh, sau đó hóa thành một luồng sáng đen chợt lướt qua trong sân, trong phút chốc, hàng loạt linh hồn hung ác đã bị nó hấp thụ. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão gầy gò ở phía xa trở nên vô cùng khó coi, ngươi tại sao lại có kiếm chấn hồn của Minh tộc năm đó? Diệp Huyên nhìn ông lão gầy gò, ngươi đoán xem. Ông lão gầy gò nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết lão phu là người nào hay không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Ông lão gầy gò hung tợn đáp, lão phu chính là khách khanh dưới trướng Bắc Cảnh Vương của Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Diệp Huyên chợt sững người, sau đó nói, ngươi đến từ Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Ông lão gầy gò lạnh giọng nói, không tin. Diệp Huyên nghĩ một lát, lại nói, ta tin, ta có chút hiếu kỳ, sao ngươi lại biết Minh tộc, theo như ta biết thì dường như Minh tộc đến từ vũ trụ hỗn độn. Ông lão gầy gò nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải là người của Minh tộc. Diệp Huyên cười nói, sao lại nhìn ra được? Ông lão gầy gò lạnh giọng nói, quả thực Minh tộc đến từ vũ trụ hỗn độn, nhưng năm đó, một vài cao thủ trong tộc ta đã rời khỏi vũ trụ hỗn độn, ví dụ như vị Minh Vương kia, ông ta đã đi đến Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Minh Vương ở Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Ông lão gầy gò nhìn Diệp Huyên, người đến từ vũ trụ hỗn độn. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão gầy gò cười lạnh, e là ngươi vẫn không biết, Đại Thế Giới Huyền Hoàng ta đã nhắm vào vũ trụ hỗn độn ngươi rồi, chưa đến một tháng nữa, vũ trụ hỗn độn ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Diệp Huyên cười nói, nếu ta đoán không sai, ngươi đang gọi người đến, có đúng không? Ông lão gầy gò nheo mắt, ngươi biết ý đồ của lão phu, vậy sao còn chưa đi? Diệp Huyên nhếch miệng cười, ngươi đoán xem. Ông lão gầy gò nhìn Diệp Huyên. Đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, người chính là Diệp Huyên kia. Diệp Huyên chợt ngây người, sau đó nói, người nhận ra ta. Ông lão gầy gò trầm giọng nói, trên người ngươi có chí bảo ngũ duy kia. Nói đến đây, trong mắt ông ta hiện lên vẻ tham lam không hề giấu giếm. Diệp Huyên cười nói, có, người muốn sao? Ông lão gầy gò nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nói đến đây, không gian bên cạnh ông ta đột nhiên rung động. Rất nhanh sau đó, không gian rung độ đó chợt nứt ra, một ông lão áo choàng tím đi ra từ trong đó. Ông lão áo choàng tím nhìn ông lão gầy gò, người vậy mà cũng đi cầu cứu. Ông lão gầy gò liếc nhìn tiểu thất cách đó không xa, giúp ta ngăn chặn nàng ta. Ông lão áo choàng tím nhìn tiểu thất cười nói, ta có được lợi gì không? Ông lão gầy gò lạnh giọng nói, 500 triệu thần tinh. Ông lão áo choàng tím cười hì hì, 1 tỷ. Ông lão gầy gò liếc nhìn ông lão áo choàng tím, được. Ông lão áo choàng tím cười ha ha, sau đó nhìn tiểu thất, ông ta quan sát tiểu thất sau lại nói, ngẫm nghĩ có lẽ là một yêu nghiệt, đến đi, để ta xem người yêu nghiệt đến thế nào. Vừa dứt lời, đột nhiên ông ta đã biến mất. Một tàn ảnh chợt lóe lên trong sân. Ở phía xa, vẻ mặt tiểu thất vô cảm, đột nhiên cô bé biến mất. Bù, tiếng kiếm chợt vang vọng rung chuyển bầu trời, trong chớp mắt, ông lão áo choàng tím đã lùi lại đến nghìn trượng, đồng thời một cánh tay của ông ta đã biến mất. Sau khi ông lão áo choàng tím dừng lại, vẻ mặt ông ta ngập tràn kinh sợ nhìn tiểu thất ngươi. Nói đến đây, đột nhiên ông ta quay đầu nhìn ông lão gầy gò cách đó không xa, giống giật ngươi lừa lão phu. Ông lão gầy gò trầm mặc. Ông ta phát hiện. Thực lực cô gái nhỏ trước mặt này so với ông ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Quá mạnh. Ông lão gầy gò nhìn tiểu thất sau đó quay người rời đi. Bỏ đi không chút do dự. Nhìn thấy ông lão gầy gò bỏ chạy, ông lão áo choàng tím vừa sợ vừa giận, ông ta cũng vội quay người rời đi. Tiểu thất lại muốn đuổi theo thì lúc này cô bé lại nhíu chặt mày, quay người nhìn về vị trí của Diệp Huyên. Lúc này hàng loạt hồn phách đang lao về phía kiếm chấn hồn ở trước mặt Diệp Huyên. Sau khi hấp thụ càng lúc càng nhiều linh hồn hung ác, kiếm chấn hồn lại tản ra hơi thở dường như đã tăng lên gấp mấy lần. Tiểu thất nhíu mày, bởi vì cây cầu dưới chân cô bé và Diệp Huyên đột nhiên rung lên. Nguy hiểm! Tiểu thất đi đến bên cạnh Diệp Huyên,
trong phút chốc cả cây cầu đột nhiên nổ tung. Diệp Huyên và Tiểu Thất đã biến mất. Mà sau khi Diệp Huyên và Tiểu Thất biến mất không bao lâu thì một người đàn ông trung niên xuất hiện trong sân, sau lưng ông ta còn có hai ông lão. Một ông lão trong đó chính là ông lão gầy gò vừa nãy. Ông lão gầy gò đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt nghi hoặc, vừa nãy bọn họ vẫn còn ở nơi này. Người đàn ông lướt nhìn khắp nơi, sau đó nói, người chắc chắn cô gái nhỏ đã đạt đến kiếm thần siêu phàm. Ông lão gầy gò gật đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng, vô cùng chắc chắn. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, vị quốc chủ thần quốc này không hề đơn giản. Ông lão gầy gò nhìn người đàn ông trung niên, tướng quân Phương Dạ, nếu muốn chinh phục vũ trụ hỗn độn kia, nhất định phải trừ khử hai người này. Người đàn ông trung niên liếc nhìn ông lão gầy gò, người đi giết. Nghe vậy, sắc mặt ông lão gầy gò khẽ thay đổi, vội cúi đầu. Người trước mặt này chính là một trong ba chiến tướng Vô Song, thuộc hạ của Bắc Cảnh Vương. Vô Song chiến tướng. Ở đại thế giới huyền hoàng này, đó đều là cao thủ siêu cấp trấn thủ cả một vùng, cho dù là thực lực cá nhân hay là năng lực cầm binh, thì đều là những người ở đỉnh cao nhất. Mà người ở trước mặt này lại là người nắm giữ 1 triệu Bắc Cảnh quân, ở Bắc Cảnh của đại thế giới huyền hoàng, địa vị của ông ta vô cùng được tôn kính. Người đàn ông trung niên tên Phương Dạ ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói, cô gái nhỏ kia có số mệnh nhân vương, người này không thể giữ lại được. Số mệnh nhân vương. Nghe thấy vậy, sắc mặt ông lão gầy gò chợt thay đổi, chuyện này. Nàng ta có số mệnh nhân vương. Phương Dạ không quan tâm ông lão gầy gò, ông ta hơi nghiêng đầu, triệu tập toàn bộ quân viễn chinh, trong vòng một ngày bắt buộc phải đến được tinh không vũ trụ hỗn độn, nếu kẻ nào không đến được, không quan tâm là lý do gì đều đem chém. Nói rồi, ông ta khẽ dừng lại rồi nói, lập tức thu thập toàn bộ tư liệu của thần chủ thần quốc trong vũ trụ hỗn độn, không chỉ nàng ta, mà toàn bộ tư liệu của thần quốc từ khi bắt đến hiện tại, ta đều cần. Ông lão khẽ hành lễ rồi lặng lẽ lui đi. Phương Dạ nhìn tinh không phía xa, nhẹ giọng nói, sẽ là một trận ác liệt đây. Vừa dứt lời ông ta đã biến mất. Sau khi cây cầu kia đột nhiên nổ tung, Diệp Huyên và Tiểu Thất lại xuất hiện ở một nơi trên mặt sông, xung quanh tĩnh lặng, nước sông đục ngầu, ở trước mặt bọn họ không xa là một bà lão đang đứng. Bà lão đang nấu canh. Mùi canh ngào ngạt vô cùng mê người. Diệp Huyên nhìn bà lão tiền bối là. Bà lão múc một chén canh, sau đó nhìn Diệp Huyên và Tiểu Thất, nhếch miệng cười, húp canh đi. Vẻ tươi cười này có chút đáng sợ. Diệp Huyên nhìn chén canh đó, lắc đầu, không, ta không húp. Đột nhiên bà lão xuất hiện trước mặt Tiểu Thất và Diệp Huyên, bà ta nhìn Tiểu Thất và Diệp Huyên, canh này uống vào sẽ cắt đứt đời trước, quên đi đời này, tốt biết bao. Nói xong. Bà ta cầm chén canh đưa đến trước mặt Tiểu Thất, Tiểu Thất nhìn chén canh đó, lúc này bên trong chén canh đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Trong một vùng thế giới đục ngầu, một cô gái váy trắng lẳng lặng đứng trên đám mây, nàng ta nhìn xuống bên dưới đám mây, vẻ mặt vô cảm, mà cách không xa ở bên phải nàng ta còn có một cô gái khác đang đứng. Cô gái kia giận dữ nhìn cô gái váy trắng, người điên cuồng mất trí rồi. Bất chợt. Cô gái váy trắng cầm kiếm chỉ vào giữa trán đối phương, sắc mặt nàng ta có phần hung tợn, điên cuồng mất trí. Ngươi đã quên rồi sao? Vừa dứt lời, kiếm đã đâm vào nửa tấc. Cô gái kia chảy đầy máu. Sau đó, cô gái bị đâm nhìn thẳng cô gái váy trắng, đây không phải thứ hắn muốn nhìn thấy. Cô gái váy trắng nhìn đối phương, sắc mặt càng hung tợn, vậy ngươi bảo hắn đích thân đến nói cho ta đi, ngoại trừ hắn, ai cũng đừng mong mà ngăn được ta. Dứt lời, nàng ta quay người rời đi. Sau lưng, cô gái kia nhìn về phía cô gái váy trắng, vũ trụ tứ duy này có vô số sinh linh, ngươi. Ở phía xa, cô gái váy trắng chẳng buồn quay đầu, vũ trụ tứ duy này không quan trọng bằng một cọng tóc của hắn. Trên đám mây đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cô gái lặng lẽ đứng đó, một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Một hồi lâu sau, cô gái cúi đầu, đã không còn người có thể ngăn cản nàng ta. Lúc ấy, một âm thanh vang lên từ trong sân, đừng đi. Nàng ta sẽ giết chết ngươi. Cô gái khẽ nói, hắn nói, nếu chúng ta đã có năng lực thì nhất định phải bảo vệ những người yếu thế kia. Âm thanh đó lại im lặng. Cô gái nhìn phía dưới đám mây,
ánh mắt dần trở nên mù mờ, ta cũng muốn hắn sống sót. Trên mặt sông, hình ảnh lại dừng lại. Vẻ mặt bà lão trước mặt Tiểu Thất đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, cô gái váy trắng đó ta chưa bao giờ gặp được kiếm tu mạnh như vậy. Nói rồi bà ta nhìn Tiểu Thất, uống hết chén canh này, sẽ cắt đứt mọi nhân quả đời trước. Tiểu Thất hỏi, sao phải cắt đứt? Bà lão cười nói, sao lại không cắt đứt? Tiểu Thất nhìn bà lão, đời trước là đời trước, ta là ta không quan tâm đời trước, cũng sẽ không quên đi đời trước, ta là Tiểu Thất, ta chính là ta. Bà lão nhìn Tiểu Thất đang định nói thì đột nhiên, sắc mặt chợt thay đổi, bà ta lập tức giữ chặt tay phải Tiểu Thất, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Một lúc sau, bà ta mở mắt ra, ánh mắt mang vẻ khó tin, ngươi lại có số mệnh nhân vương. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, nhân vương. Bà lão nhìn Tiểu Thất sâu xa, khó mà tin được, đã nhiều năm như vậy mà lại có người có số mệnh nhân vương xuất hiện. Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên hỏi, nhân vương là gì? Bà lão nhìn Diệp Huyên, chính là vương của nhân tộc, ngang với thiên đạo, ngang với chư thần viễn cổ. Diệp Huyên hỏi, hoàng đế. Đột nhiên bà lão tức giận, hoàng đế cái gì? Hoàng đế gọi là thiên tử, đó là người do trời chọn. Nhân vương là vương của nhân tộc ta, không chịu giới hạn của trời đất, ngang hàng với trời đất, với thiên thần viễn cổ, ngươi có hiểu không? Diệp Huyên nhìn bà lão, tiền bối, đừng kích động, ta chỉ hỏi thôi mà. Bà lão từ từ nhắm lại hai mắt, thật bi ai. Nhân tộc bây giờ đã quên mất nhân vương trước kia rồi. Diệp Huyên. Lúc này, bà lão nhìn sang Diệp Huyên, nàng ta không uống, ngươi có uống không? Diệp Huyên hỏi, canh này có thể nhìn thấy kiếp trước sao? Bà lão nói, có thể. Diệp Huyên vội nói, vậy cho ta xem thử, kiếp trước ta là cái gì? Bà lão nhìn Diệp Huyên, bà ta cầm chén canh đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa xem thì đột nhiên, chén canh đó lập tức đã vỡ tung. Bà lão lập tức lùi lại trăm trượng. Diệp Huyên. Tiểu Thất khẽ chớp mắt, nàng ta nhìn Diệp Huyên có chút tò mò. Ở phía xa, sắc mặt bà lão vô cùng khó coi, chuyện này, sao có thể? Nói rồi bà ta lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, bà ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, kiếp trước ngươi là ai? Diệp Huyên bất đắc dĩ, ngươi hỏi chuyện này, làm sao ta biết kiếp trước mình là ai chứ? Nói đến đây, hắn nghiêm túc nói, nhưng mà ta cảm giác kiếp trước chắc chắn ta là một người vô cùng lợi hại, về điểm này thì ta vô cùng tin tưởng. Bà lão nhìn Diệp Huyên, một lát sau, đột nhiên bà ta lấy ra một cái gương cổ, bà ta cầm gương cổ đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn gương cổ đó, mặt gương giống như nước gợn sóng khẽ dập dờn, một lát sau, đột nhiên gương lại rung chuyển mạnh mẽ, rất nhanh sau đó, trong gương xuất hiện một vùng thế giới u ám. Mà ngay lúc ấy, đột nhiên mặt gương lại vỡ tung, bà lão lại lùi ra sau. Diệp Huyên, ở phía xa, sắc mặt bà lão vô cùng khó coi, không thể nào, tuyệt đối không thể. Nói đến đây, bà ta nhìn sang Diệp Huyên, cho dù ngươi là nhân vương chuyển thế thì cũng không thể hủy diệt được gương vãng sinh này. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một chập lại nói, cũng có thể ta còn lợi hại hơn nhân vương này nữa. Bà lão tức giận nói, sắc sược, trong vũ trụ tứ duy, trong lịch sử nhân tộc thì nhân vương chính là người mạnh nhất, ngươi. Nói đến đây, dường như bà ta nghĩ đến gì đó, đồng tử chợt co lại, ngươi không phải người của vũ trụ tứ duy. Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết. Bà lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, năm đó nhân vương Hy đã từng tiếp xúc với người của ngũ duy. Diệp Huyên chợt ngây người, từng tiếp xúc với người của ngũ duy. Bà lão gật đầu, nhân vương Hy. Nói đến đó bà ta chợt dừng lại một chập, sau lại nói, hai người các ngươi đều không đơn giản. Diệp Huyên do dự một chập, sau đó nói, tiền bối, ngươi có thứ gì thừa kế cần truyền lại không? Bà lão nhìn Diệp Huyên, hắn chân thành nói, nếu tiền bối cần thì ta nhất định sẽ không từ việc nghĩa. Tiểu Thất đột nhiên kéo nhẹ ống tay áo Diệp Huyên, phải tinh tế một chút chứ. Diệp Huyên. Bà lão liếc nhìn Diệp Huyên, người biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, hỏi tiền bối là. Bà lão quay người chỉ về phía gần đó, ở đó có một cách cổng đen ngòm. Mà trên cửa có hai ký tự màu đen rất lớn, địa ngục. Địa ngục. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đó là gì? Bà lão lạnh giọng đáp, năm đó,
Nhân Vương Hy không chỉ thiết lập văn minh nhân tộc và đủ các quy chế nhân tộc, mà còn xây dựng quy chế luân hồi, loài người sinh lão bệnh tử, hoặc tuổi thọ cạn kiệt, thì linh hồn bọn họ đều đi vào cùng một nơi. Diệp Huyên hỏi, địa ngục. Bà lão gật đầu, sau khi đi vào địa ngục, có thể uống canh vãng sanh, cắt đứt kiếp trước quên đi kiếp này, bắt đầu lại kiếp sau. Về sau, vị nhân dương cuối cùng bị tiêu diệt thì rất nhiều thứ cũng đã biến mất. Bao gồm cả quy chế luân hồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.